Pháp hội niệm Phật A Di Đà, viện chuyên tu. Đại đức Thích Giác Nhàn khai thị những lời của tổ sư Ấn Quang. Phương pháp niệm Phật không gián đoạn, niệm Phật theo máy. Thời gian ngày 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch, nhằm ngày 29 tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần. Chư Tôn Đức Tăng, kính thưa toàn thể quý cụ. Hôm nay ngày 31 tháng 3 nhằm ngày 29 tháng 2 năm Nhâm Dần, Giác Nhàn có cái buổi nói chuyện với đại chúng sáng hôm nay và về Đạo Phật. Thường cái việc tu hành của mình, tổ sư Ấn Quang hay có nhắc trong văn sao là mình hay đem cái suy nghĩ, cái định kiến của mình đặt để vào trong cái sự tu hành. Nghĩa là mình không có học những vị tổ có sự thành tựu đi trước á, cho mình hay suy nghĩ theo cái quan điểm của mình. Cho nên cái pháp môn tịnh độ này dễ thì cũng thiệt là dễ, mà khó cũng thiệt là khó. Mình phải học để thông cái lý, hiểu cái lý, thâm nhập được cái lý. Cho nên mỗi lần người ta gửi thư đến là tổ nói là tôi gửi cho ông một bộ Gia Ngôn Lục,
một hộ thọ khang bảo giám, rồi xuất chung tân lương, vân vân. Thấy không? Tức là ngài gửi để người đó đọc cho thông cái lý. Cũng như là mình bị bệnh, mình uống thuốc, nếu mà mình không biết cái thuốc này chữa bao tử hay là đau đầu, hay là nó chữa ruột, chữa gan, chữa xương, chữa khớp, mình không hiểu cái thuốc đó nó chữa bệnh gì, có uống đại đầu đầu mà đi uống thuốc bao tử, uống đại tức là mình không hiểu cái tá dược của nó, mình có uống đại nhầm thuốc gì, uống thuốc đó, uống đại cái mình chết, bỏ thân mạng. Còn nếu mà mình hiểu cái tá dược của nó, đúng thuốc, đúng bệnh nhưng mình không chịu uống. Bữa ông Tổ có nói cái chỗ này nó sâu sắc vô cùng. Ngài viết thư, ngài nói với ông đó, nếu mà ông cứ ngồi, ông coi cái thuốc này, cái tá dược nó làm sao, rồi ai chế ra cái loại thuốc này, rồi thuốc này nó dẫn bệnh sao, nó chữa như thế nào, nó dẫn thuốc làm sao, ông cứ nghiên cứu hoài hết cuộc đời ông, thì ông chưa thông cái tá dược của thuốc mà ông đã bị chết rồi, do cái bệnh nó phát tác nặng quá. Nếu mà ông học lý không mà không có hành sự thì không tới đâu hết, và nó không thành tựu được. Học học giáo lý, học quá chừng nhiều luôn nhưng mà không áp dụng, giống như cái tủ đựng sách không có chuyển chút phiền não nào hết. Còn nếu mà mình ở trong văn sao, người nói là ù ù cạc cạc, nghĩa là không biết cái gì hết trơn, rồi người ta nói mình cũng không chịu học hỏi, mình nghe, mình không biết chữ thì mình nghe vẫn được, phải không? Cũng không nghe, cứ tập trung vô đó rồi tu, tu đại, tu mù, tu mò, tu riết một cái rồi nó xa hầm sụp hố. Thường mình hay bị vướng phải hai cái chuyện này lắm. Hầu như một số các vị tu sĩ là cứ làm bậc đại thông gia, học hết kinh này kinh nọ, học hết trường này trường nọ, học cái giáo lý coi như là Nam truyền Bắc truyền đủ thứ hết trơn rồi, cái lý đó nó phá cái sự. Để kêu họ niệm một câu Phật hiệu họ niệm không được. Những người này cái chấp lý nó nặng lắm. Khi phiền não đến thì cái lý này học này không giải quyết được. Rồi một số người họ không nghiên cứu gì hết trơn, cứ tu đại, tu mù, tu mò, dấp lên dấp xuống, mẻ đầu bể trán, rồi đụng chạm đến nó chướng ngại, rồi đi hỏi tùm lum hết trơn, nghi ngờ hỏi tùm lum. Nhưng hôm nay cái buổi nói chuyện này là do cũng một số mấy Phật tử, người ta hỏi vài câu hỏi mà khá là quan trọng, nói chuyện với đại chúng, ghi lại để trên chùa mình nghe, mà chúng tôi cũng lấy từ trong văn sao để mà giải đáp thôi. Đó là thứ nhất. Vấn đề thứ hai nữa là giới thiệu cái cách để mình dụng công mình tu theo cái máy. Vấn đề thứ ba nữa, có gia đình của Phật tử ở bên Đức về, có một số cái việc mầu nhiệm nói chuyện với đại chúng trong hôm nay, ngắn gọn trong một tiếng. Mà cái sự việc mà hôm qua soạn văn sao để chủ nhật này thì Tuệ đọc, chút nữa thì Minh sẽ đọc cái lá thư này. Bà này bà tụng Phổ Môn, tụng Kinh Di Đà, niệm Phật, trì Đại Bi, mà bà biết ngày giờ vãng sanh. Cái này thầy tánh soạn mà chắc lâu cũng quên, hôm qua tự nhiên xong mở vi tính ra thấy ngay cái lá thư của cái bà này. Bà này tên ba chữ mà quên hai chữ, bà tên Uông, cái gì Uông á. Chút nữa nghe đến cái đoạn thì Minh đọc, dân nhàn có bôi đen luôn. Ấn Tổ nói bà này bà tụng Phổ Môn. Chiều qua nói chuyện thầy Tệ thì Tệ nói bà tu đúng bài mình. Mình cũng đúng bài với bà. Mà trước giờ cũng lo không biết tụng Đại Bi nó có xen tạp không ta. Niệm Quan Âm không biết nó có xen tạp không. Mình thực sự chưa thấu hiểu cái từ xen tạp. Thì cái việc mà mình tu hành mà sao tu tịnh độ, thời gian nó thối chuyển. Cái câu hỏi này nè. Tu thời gian bỏ hết trơn. Hộ niệm mà trước mọc lên như nấm giờ cũng bỏ hết trơn. Đạo tràng tịnh độ mọc như nấm bỏ hết trơn. Họ hỏi câu hỏi này mà bản thân của họ, cái cô đó có hỏi, cô cũng bị thối chuyển luôn. Thì có hai cái vấn đề, hôm nay nói với đại chúng có hai vấn đề. Vấn đề đó vừa đọc trong văn sao và vừa bản thân mình chiêm nghiệm trong từ 2007 đến hôm nay. Ở
Vấn đề thứ nhất là mình thích quá, mới vô tu mình thích quá, ngày đêm niệm, thuận mồm lẹ miệng, thuận miệng niệm ào ào. Ấn Tổ nói vậy, tổng khí niệm ra tiếng không, tụng kinh cũng ra tiếng, lễ Phật cũng ra tiếng, kinh hành cũng ra tiếng, ngồi cũng ra tiếng. Rồi có một số, có một vị thầy mà cũng không thuận tiện nhắc tên, đó là kêu là bất niệm tự niệm bảo đảm thành Phật. Niệm trong tâm thôi, niệm trong tâm thôi. Vô một thất đó kêu người ta lắng nghe được cái danh hiệu trong tâm á, rồi không niệm ra miệng mà trong tâm mình cái ý tưởng khởi lên nghe A-di-đà-phật. Có khi họ chỉ bốn chữ thôi, hoặc là Nam-mô-di-đà-phật. Làm sao mà nghe được cái tiếng ở trong tâm á, thì mới gọi là bất niệm tự niệm. Mà có những người cái định căn họ sâu á, rồi họ vô họ nghe cái được liền. Còn không phải đặt cái máy vô, cái vị thầy đó để cái máy vô tai nghe suốt ngày đêm, rồi để tao cái tiếng đó nó văng vẳng trong đầu. Thì Tổ Quang nói niệm trong tâm thì cũng là tốt, niệm Phật chủ yếu nơi tâm, nhưng mà không thể bỏ miệng tụng, miệng niệm thân lễ. Hai cái này bị kẹt nè. Một là niệm thuận miệng niệm ào ào ra tiếng tổn khí, hai là cứ trong tâm không. Thì ngài kêu là bị thiên chấp. Có cái người viết lá thư đó, kêu ở tổn khí hâm mệt. Ấn Tổ nói ông giữ một cách ra tiếng ra hơi hoài chi vậy, ông chấp vô một cách ra tiếng hoài lớn tiếng, cho nên ông bị tổn khí, ông bệnh là phải rồi. Niệm Phật có lớn tiếng nè, rồi có nhỏ tiếng nè, cũng ra tiếng mà nhỏ nè, lớn tiếng nè, Nam Mô A Di Đà Phật ra tiếng. Lúc nào phiền não nó lấy lừng quá đi, nó mạnh quá, phải dùng cái âm thanh mình ác nó một thời gian ngắn thôi, 5-10 phút, nửa tiếng là quá sức, không thể nào hơn được. Rồi niệm nhỏ, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm thầm nhép môi kim cang trì, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi niệm trong tâm, bốn cách. Chấp một cách là thua, trở ngại ngay, nắm cái này cho vững. Nãy có cô Phật tử đồng chiếu, có nói con đi qua bên đó, con tịnh tu 14 ngày chỉ niệm trong tâm. Giữ hoài được không? Không giữ được. Mà Ấn Tổ cũng nói cái cách mình niệm trong tâm là khi trong tâm đề khởi Nam Mô Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật hoặc Quán Thế Âm Bồ Tát hoặc Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm vừa khởi niệm là trong tâm nó có cái tướng của niệm rồi, nó có âm thanh trong đó, đúng. Mà không thể giữ một cách đó hoài được. Mà khi mà họ giữ một cách đó hoài, lúc nó mất cái tâm lực nó yếu, cái định lực nó yếu á. Mà thường niệm trong tâm được là nó do mấy cái căn này nè. Thứ nhất là niệm lực, niệm căn mạnh. Thứ hai là định căn mạnh. Thứ ba là tính căn mạnh. Thứ tư là nguyện căn mạnh. Nó có lực, những cái căn niệm này, những cái niệm này nó có sức thì tự nhiên cái tiếng trong tâm nó rõ. Nhưng mà nếu mà nó không rõ thì mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng thành câu niệm Phật chứ đâu có gì trở ngại đâu. Nhưng mà cái người họ niệm trong tâm mà rõ ràng rồi, khi mà nó mờ nó mất cái là họ hoảng hốt liền. Họ kêu mất rồi, mất bất niệm tự niệm rồi. Không phải, coi kỹ trong văn sao bất niệm tự niệm, ngài lý giải cho coi mình tu chưa đến cảnh giới này đâu. Thì bây giờ lý do người ta tu làm sao, thời gian người ta bỏ, cùng lắm là 2 năm, ai giỏi lắm là đeo 5 năm là bất rồi đó. Ra tiếng ào ào, tụng kinh vô lượng thọ ngày cuốn, rồi lễ Phật ra tiếng ào ào. Thuận lẹ miệng, lẹ mồm, cứ niệm ra tiếng hoài. Cuối cùng gì? Tổn khí. Hồi trước giờ ít có nghe các vị nào nói tổn khí, mà trong văn sao Ấn Tổ nhấn mạnh về cái chuyện tổn khí, cực kỳ quan trọng luôn. Nhưng mà hôm qua có những cái sự kiện nó quá hay, giống như là cái cô bé, cô bên Đức, cô về có nói sự mầu nhiệm của cổ, mà một số quý Phật tử trên đó yêu cầu ghi lại băng để họ nghe. Cho nên thành ra sáng hôm nay mới làm một cái đoạn video này. Bây giờ mình nói chung lại vì sao họ thối chuyển. Thứ nhất đó là họ dụng công quá sức đi. Thân thì lễ liên tục lên xuống, có thể là một buổi lễ vía Quan Âm họ lại 1.500 lạy hoặc 500-700. Hoặc giả họ lễ Phật quá nhiều, họ ép vô trong cái sức mình không đủ mà họ ép quá cỡ vô. Ép thì nó bung lên, như là sao mình ép mạnh xuống là nó bung lên.
sức của mình không thể nào chịu như vậy được, và mình vừa vô thì mình phải đề ba từ từ. Bây giờ vừa vô cái là mình ép nó quá thì nó bức, nó chịu không nổi, tổn khí, ngủ không được. Rồi niệm Phật mà sao lúc mà vô công phu mình niệm ào ào, lúc không niệm cái bắt đầu mình bỏ luôn câu Phật hiệu, cái nó bật lại, cái là không khống chế được vọng tưởng. Rồi phiền não, nghiệp chướng nó tới, là bệnh tật, không chuyển được, rồi bắt đầu nó thối chuyển. Mà đâu phải cái nghiệp chướng nó tới với mình là bệnh hoạn, rồi phiền não là mình niệm Phật cái nó hết liền đâu. Phải từ từ tìm cách, tìm cách để mà mình phải uống nắng nó, rồi mình phải phải tìm mỗi cách để mà mình phải 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 nhiều cuộc chiến đấu với nó, chứ đâu có phải là nó qua liền cho mình đâu. Mà thường con người mình mà qua không được, cái bắt đầu là chán, niệm Phật không hay, thôi theo mật tông hay theo thiền hoặc học những cái pháp môn khác. Thường con người mình là vậy, thối chuyển gì đó. Khi mà nó tổn khí rồi đó, vô giấc ngủ cực kỳ khó luôn, niệm Phật không nổi nữa. Thì cái lúc này phải dùng đến cái máy. Dùng đến cái máy, dùng như thế nào? Hôm qua có nói ở trên chùa, mấy thầy thích. Sáng nay gặp thầy Thành, thầy nói khi mà sư phụ đưa cái máy thì thấy nó bình thường, nhưng mà nói cái cách để mà áp dụng là thấy giá trị. Sáng qua nhờ thầy Minh lên nói, hôm trước cũng phát minh ra cái máy này để mình niệm, nhưng mà mình chưa có sâu. Hôm kia đi làm cái căn cước, ngồi trong cái phòng đó nó ngột ngạt, mà mình làm 2 tiếng mà ngồi trong đó nó không có quen, đau đầu tự nhiên trong người nó khó chịu, về lại nó hơi mệt. 2:30 vẫn dậy công phu, xong rồi nó hơi mệt, rồi bắt đầu mới mở cái máy này ra. Từ tầm khoảng 6 giờ kém cho đến 8:30 dùng cái máy này. Khi nó mệt thì một câu trong máy, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, một câu trong tâm. Thì trong bắt đầu nửa tiếng thì cái cơn mệt và khó chịu đau đầu nó biến mất. 2 lý do. Lý do thứ nhất là cái tâm của mình khi niệm trong tâm, mình quay vào bên trong thì cái hơi nó được dưỡng. Ấn Tổ nói là niệm trong tâm được dưỡng hơi. Mà ở đây đeo suốt luôn. Bởi vì thường của người mình đau đầu hoặc là bệnh hoặc có chuyện gì ấy, là mình bám vô câu Phật hiệu mạnh hơn, sâu hơn và liên tục hơn là mình bình thường. Cái lúc nó đang không bình thường, đau đầu, khó chịu, đi ra ngoài là cái tần số của mình nó nhiễu, cái từ trường ngoài làm mình khó chịu. Bây giờ buộc mình phải làm sao cho nó qua chứ. Thì qua thì giờ dùng cách này thôi chứ cách nào. Nhưng mà thường nếu mà không có cái máy ấy, mà niệm thầm học trong tâm thì giỏi lắm khoảng nửa tiếng là mình ngưng chứ không có thêm được nữa. Còn ngộ vậy nghe, khoảng nửa tiếng là mình không vô được nữa. Nó vừa là ngán, đúng là câu Phật hiệu, danh hiệu Quan Âm khó niệm. Bởi vì cái niệm căn của mình nó yếu. Niệm căn tức là cái ý niệm mình niệm danh hiệu Phật, danh hiệu Quan Âm nó yếu nhất. Do cái tâm mình nó quá tán loạn đi, nó suy nghĩ đủ kiểu hết trơn, cho nên là nó để vô câu Phật hiệu, danh hiệu Quan Âm nó yếu nhất. Tính căn của mình cũng yếu. Nếu mà mình nghĩ là nếu mà mình niệm vậy là Bồ Tát Quan Âm gia hộ cho mình nhanh nó qua cái chướng nạn, không, cũng không nghĩ được như vậy. Rồi cái định căn của mình để cái tâm vào danh hiệu cũng yếu nữa, cho nên là ra nó không làm được bền. Quyết gì đi nữa thì giỏi lắm 2-3 ngày rồi nó cũng trớt, rồi bắt đầu nó nhạt nhạt nhẹ nhàng sao. Dùng cái máy từ lúc khoảng 6 giờ đến 8:30 luôn. Nhưng mà nó có cái hay là nếu mà mình nghe cái âm thanh gì khác, một bài nhạc hoặc là mình nghe cái bài thuyết pháp thực tánh đọc văn sao á, thì nó cũng không thể nào an lạc được như vậy. Là bởi vì trong cái lời đó nó nhiều ý quá, nó không có thể một câu lặp đi lặp lại để tâm mình vô định. Nó nhiều lời nhiều ý, cho nên mình cũng phải suy nghĩ, cho nên nó cũng không có an lạc bằng. Mà một câu lặp đi lặp lại Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, mình lặp theo nhịp điệu đều, một câu trong máy rồi một câu trong tâm, đều tuyệt đối đều luôn, mà nhớ là không bỏ luôn. Lúc mà nó hơi mỏi quá là lên nằm trên giường nghiêng bên tay phải cũng theo luôn, rồi ngồi trên ghế cũng theo 2:30 thì một cái trạng thái phải nói là nó như mình uống nước nóng lạnh, mình tự biết những cái ý niệm mà đau đầu, khó chịu và trong người mình nó không ổn á, thì nó nhường hết những cái ý niệm đó, nó mất hết.
Do cái ý niệm Quan Âm nó triệt tiêu những ý niệm kia và nó sản sanh ra những ý niệm an lạc. Mà nếu mà tự niệm mà 2 tiếng rưỡi thì không cách nào niệm được, không cách nào niệm được. Thì sau khi đó rồi vô giấc ngủ, thì khi mà nó vô giấc ngủ thì lúc 9 giờ kém 15 cho đến 2 giờ thì ngủ rất sâu. Mà nó nhỏ giờ chưa khi nào ngủ vậy, không mộng mị mà sâu, mà nó an ổn vô cùng. Thì lúc đó mình mới nghĩ đến cái kiến hiệu của cái máy trong lúc buổi chiều. Mà trong buổi sáng hôm đó là khó chịu, rồi đến trưa cũng khó chịu, tu nó cũng không có an lạc, mà đến chiều nó yên ổn được như vậy là nhờ cái danh hiệu Bồ Tát Quan Âm. Mà mình niệm theo cái một câu trong máy và một câu trong tâm, thì mới rút ra kinh nghiệm là sở dĩ buổi tối mình ngủ hơi khó là do nghe điện thoại, giải quyết công việc, hoặc là coi sách nhiều quá, cái não của mình nó làm việc mạnh quá, cho nên chìm vô giấc ngủ nó khó, ngủ không xong. Đây là cái kinh nghiệm ở đây. Thì sáng vừa mở mắt ra là nhớ đến danh hiệu Bồ Tát Quan Âm liền, do buổi tối mình huân tập hơi nhiều một chút, nhớ liền, đề khởi cái lên liền. Rồi mở tiếp tục cái máy này ra, nghe tiếp một câu trong máy, một câu trong tâm. Thì cái cách này là do lúc trước mình lễ Phật, mình niệm Phật ở trong đại chúng, mình tu với đại chúng ở trong chánh điện. Mình chỉ trong chánh điện thôi, trong thời khóa thôi, mà không áp dụng bên ngoài. Sáng hôm qua đi ra dãy cỏ chút xíu, khoảng 2 tiếng. Bước đầu mình vô dãy cỏ thì cái thân nó mệt, cái tâm mình nó chưa có nhiếp vô cái máy mình đeo á. Thì tầm khoảng nửa tiếng đến 45 phút là tự nhiên cái tâm mình nó khác đi. Khi làm việc nó khác liền, nó có cái sức định mà nó an vui trong cái việc làm. Nó dễ chịu, nó sảng khoái. Làm tiếng máy xong mới lên trên chùa. Bây giờ nói tụ chung lại thì đại chúng của mình sẽ dùng cái cách này. Nhưng mà nó sẽ có một cái việc mà mình dễ xem thường là do mình chưa gặp những cái trạng thái nó hơi khó chịu trong người, nó đau đầu, nó mệt mỏi, nó bất an. Mình đeo cái máy này mình qua được, cho nên mình chưa có ngộ, mình chưa có cảm nhận được cái chỗ này, cho nên mình thấy nó hơi bình thường. Thường là nó như vậy. Chứ nếu mà thực sự mình cảm được cái cách này thì nó hay. Tối hôm qua bắt đầu đeo thời khóa niệm Phật, hồi tối hôm qua bắt đầu 6 giờ đến 8 giờ tu thì một câu Nam Mô Di Đà Phật trong máy, mình đeo cái máy á, mình đi kinh hành xung quanh, một câu trong máy, một câu trong tâm, thì nó khác hơn mấy bữa trước lắm. Do mình bám được buổi chiều hôm trước, khác lắm. Sáng hôm nay cũng đeo cái máy đi kinh hành niệm Phật, rồi đeo cái máy đi kinh hành niệm Quan Âm Bồ Tát. Mà hiện tại bây giờ đại chúng mình là ai cũng có hết rồi. Mà trên chùa mình thì chỉ đưa cái máy đỏ thôi, chứ chưa cái máy nhỏ này. Cái máy nhỏ này nó tiện để mình đi kinh hành rất là dễ chịu. Thì Tổ Ấn Quang nói là mình không biết cách niệm cho nên mình bị tổn khí. Cho nên Ngài chỉ cho cái cách là chia làm 3 ban. Ban thứ nhất niệm, ban thứ hai, ban thứ ba ngồi lắng nghe. Ban thứ nhất đi kinh hành niệm. Cho nên cái cách của Ngài nói mình niệm suốt ngày không mệt nha. Ban thứ nhất niệm. Ví dụ ban đó 2-3 người, 3-4 người vẫn biết chia làm 3 ban. Ban thứ nhất là niệm ra tiếng Nam Mô A Di Đà Phật nè. Ban thứ hai, thứ ba ngồi lắng nghe. Thì ban thứ nhất niệm 1 tiếng xong rồi ban thứ nhất nghỉ, thì ban thứ hai bắt đầu niệm ra tiếng, thì ban thứ ba ban thứ nhất nghỉ. Rồi ban thứ ba mà niệm 1 tiếng thì ban thứ hai ban thứ nhất nghỉ, thì người tiêu chia làm 3 ban ra, hoặc 2 ban ra niệm suốt ngày không mệt. Cái cách này hay. Mà bây giờ mình dùng cái máy làm 1 ban. Dùng cái máy làm 1 ban. Cái máy niệm ra tiếng là 1 ban. Mình mệt thì mình niệm thầm, mình khỏe thì mình niệm ra tiếng. Dùng cái cách này của Tổ sư Ấn Quang chỉ mình là chia ban. Mình giờ thành 2 ban thôi, cái máy 1 ban. Mà hôm qua mang máy lên Phật tử coi như là nghe hoan hỷ, thỉnh cả hết liền. Thì như vậy cái ngồi với cái đi thì mình nương máy được. Còn cái lễ thì mấy thầy ở trên chùa bữa nay thực sự đều đặn công phu, đại chúng đông đảo đều đặn rất nhàn nhìn, hoan hỷ vô cùng. Thì cái lễ Phật quý thầy trên đó cũng cảm được một cái cách, đó là Tổ Ấn Quang nói là nên lễ trong tâm.
hoặc là thầm nhếp môi đừng ra tiếng, thì trên đó coi như dùng cái cách lễ Phật đứng ba câu, quỳ thấp một câu, lên một câu là coi như là ổn lắm nè, thiệt là ổn. Ở nhà mình vẫn dùng cái cách đó được luôn. Còn cái đại bi thì dùng cái máy rất khỏe. Trước giờ coi như là ở đây thầy Minh, thầy Thiện một số, mà bản thân Giác Nhàn cũng dùng cái máy này mở ra đại bi. Hồi trước sáng 25, chiều 25 mà không có máy đuối, tổn khí mệt. Bây giờ có máy quá chừng khỏe luôn. Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhãn vương ngài đại bi tâm đa la ni. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thường mấy anh em khi có mà dùng thì thấy bình thường lắm. Nhưng mà khi mà mình chế ra một cái tác phẩm đó mà người ta dùng, người ta thích, cái niềm vui lớn lắm. Rồi những người họ hưởng ứng nữa, cái niềm vui lớn lắm. Không phải mình chấp ngã trong đó, mà cái sản phẩm của mình và cái phương pháp của mình nhiều người ưa chuộng. Nếu mà không có máy thì không thể nào giữ bền, không cách nào giữ bền. Tụng bằng miệng không đều, ngưng lại hít hơi nhiều lúc quên, không cách nào bền. Như vậy hôm nay mình ổn định cái đại bi là có mấy. Ổn định bằng cách là ngồi niệm Phật, đi kinh hành, niệm trong tâm, hoặc là ngồi ra mấy lễ Phật, tự mình lễ không cần mấy, để cho nó có cái sự thay đổi trong đó. Thì chúng tôi trả lời lại cái người mà hỏi vì sao mà thối chuyển, đó là do tổn khí tu không nổi thì phải cần có cái mấy để trợ lực. Thứ hai nữa là phiền não nghiệp chướng nó đến với mình. Nhiều lúc câu Phật hiệu mình không đủ sức để mà mình chuyển nó, thì Ấn Tổ nó nên niệm thêm Quan Âm và thần chú Đại Bi, nhưng một số người họ không chịu. Nếu cái thần chú Đại Bi xen tạp không vãng sanh, nhưng mà cái câu chuyện của cái bà Uông này bà vãng sanh. Hồi nãy con bé chút xíu nữa nó phát biểu, nó có hỏi câu hỏi mà hầu như ai cũng sẽ hỏi câu hỏi đó. Nó mình niệm thêm Quan Âm từ cái chừng cái lúc mình vãng sanh thì mình niệm Phật nó yếu làm sao? Cái vãng sanh không phải là niệm Phật mạnh nó mới vãng sanh, mà yếu không vãng sanh. Mà cái vãng sanh được hay không là do tín nguyện có hay không. Nếu tín nguyện có thì 10 niệm Thế Chí cũng vãng sanh, 10 niệm Quan Âm cũng vãng sanh, mà 10 niệm Di Đà cũng vãng sanh. Cái vãng sanh hay không là do tín nguyện mà. Còn phẩm vị cao hay thấp là do trì danh sâu hay cạn mà. Mà lúc mình vãng sanh thì Quan Âm cũng xuống tiếp dẫn mình. Nguyện thứ 12 là tiền tràng phan hậu bảo cái Quan Âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương Nguyện. Cho nên sanh ra thì phải niệm Quan Âm. Sanh tử sự đại mà sanh thì phải niệm Quan Âm. Người sanh đẻ là phải niệm Quan Âm. Tử là niệm Phật Di Đà, nhưng mà niệm Quan Âm vẫn được vãng sanh. Tùy theo cái duyên mình uyển chuyển cho nó phù hợp. Gặp chướng ngại nhiều quá, bệnh tật trùng trùng luôn, gia đình rối rắm quá, bất an quá, Quan Âm nhanh qua hơn. Nhưng mà niệm không được, cứ được đều. Hôm bữa mà Giác Nhàn thực sự buổi chiều hôm đó đi làm cái căn cước về, nếu mà tự niệm không có máy thì chắc không 1 tiếng là bức, không thể nào niệm hơn được. Mà nhờ cái máy nó dìu được 2 tiếng rưỡi. Thấy cái máy đắc lực, thực sự là đắc lực. Nhưng mà mình lại nghiên cứu một câu trong máy, một câu nó trống để mình niệm trong tâm, tuyệt là chỗ này, tuyệt là cái chỗ này. Nếu mà máy niệm luôn, máy niệm hoài mình nghe thì nó không có sảng khoái, và nó không có nhiếp sâu vô định và kết quả bằng một câu trống để mình niệm trong tâm. Còn nếu mà mình tự niệm thì cái tính căn nguyện, căn định, căn niệm, căn mình nó yếu, niệm liên tục không được. Thì phối hợp giữa cái máy với mình giống như Ấn Tổ nói là ban, chi ban. Chỗ này đại chúng nên lưu tâm. Nên lưu tâm. Cái việc mà trì thần chú Đại Bi, niệm thêm Quan Âm, tụng Phổ Môn, vãng sanh hay không, giờ thầy Minh đọc cái lá thư này cho đại chúng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc lá thư số 205, bài ký về chuyện vãng sanh của phu nhân Uông Hàm Chương. Thành kính dâng lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Đạo nơi con người giống như nước ở trong đất, không đâu chẳng có, nhưng nếu không có công xôi đào chắc chắn khó thể phát hiện được nước. Tâm tánh của chúng sanh
và tâm tánh của Phật không hai, do vô minh ngăn lấp nên công đức của Phật tánh không cách gì hiển hiện được. Vì thế kinh Hoa Nghiêm nói: là thay, hết thảy chúng sanh đều có đủ trí huệ của Như Lai, nhưng vì vọng tưởng chấp trước nên chẳng thể chứng đắc. Nếu lìa được vọng tưởng thì nhất thiết trí, tự nhiên trí liền được hiện tiền. Những gì Đức Như Lai đã nói trong cả một đời Ngài đều là pháp dược nhằm đối trị vọng tưởng chấp trước. Một pháp niệm Phật cầu sanh tịnh độ thật là viên đốn thẳng tắc, vì dùng quả địa giác để làm nhân địa tâm. Do vậy, nhân trùm biển quả, quả thấu tột nguồn tâm. Từ khi pháp được truyền qua Đông Chấn, hết thảy tứ chúng do niệm Phật được vãng sanh Tây Phương, triệt chứng Phật tánh sẵn có, viên thành giác đạo chẳng biết là mấy ngàn vạn ức. Phu nhân Uông Hàm Chương là người hôn phối đức hạnh của cư sĩ Giang Dịch Viên, túc căn sâu dày, bẩm tánh hiền thục, thờ cha mẹ, phụng dưỡng bố mẹ chồng, giúp chồng dạy con, tự mình nêu gương, gìn giữ nếp nhà. Mọi chuyện đều đáng làm gương cho hàng khuê cát. Bà lại mang tâm niệm nhân từ, vì thế thường hành bố thí cho kẻ nghèo thiếu, cứu vớt mạng loài vật. Những hành vi tốt lành ấy đều do cần kiệm mà thành. Nếu như thích buông tuồng, hoang phí, ắt lo cho chính mình còn không xong, huống gì cứu người lợi vật được ư? Dịch Viên lo dạy học nhiều năm, chỉ muốn vun bồi nhân tài chân chánh, chẳng tiếc tâm lực, do giảng dạy mệt nhọc đến nỗi thành bệnh. Năm Dân Quốc thứ 8 1919, ngã bệnh không ngồi dậy được, thuốc men vô hiệu, tình thế thật nguy ngập. Có người bạn khuyên ông hãy lắng lòng niệm Phật, nhờ đó dần dần được khỏi bệnh. Do vậy bèn đọc khắp các kinh Phật, mới biết Phật là đại thánh nhân, dạy những chuyện chẳng thể nghĩ bàn. Buồn tiếc mình trước kia không biết, nay may mắn được nghe. Do vậy khuyên cha mẹ, vợ và con cái cùng tu tịnh nghiệp. Do đó phu nhân thành kính trì danh hiệu Phật, tụng kèm thêm các kinh chú như Di Đà, Phổ Môn, Đại Bi vân vân, quyết chí cầu sanh Tây Phương. Vào tháng 10 năm ngoái bà bị bệnh, chính trong lúc đang đau khổ bèn phát đại nguyện mau được vãng sanh, thấy Phật nghe pháp chứng vô sanh nhẫn, rồi sẽ nương theo Phật từ lực trở vào ta bà cứu khổ cho chúng sanh. Tâm cực khẩn thiết, đêm cuối tháng bà bảo với người săn sóc: trên lầu có Phật đường, tiếng mõ thật trầm ấm, nơi tường vách có kinh viết bằng chữ vàng, quang minh chói ngời, người có thấy nghe hay chưa? Vả nữa, ba hôm trước đó, bà mẹ chồng mộng thấy kim quang đầy nhà, trong quang minh có không biết là bao nhiêu Bồ Tát. Ý bà cụ cho rằng con dâu bệnh sẽ chống được lành, nên biết đấy đều là tướng trạng tịnh nghiệp thuần thục, tịnh cảnh hiện tiền. Bữa hôm sau nhằm giờ Mùi, ngày mồng 1 tháng 11, bà Uông ngồi xếp bằng niệm Phật qua đời. Mất rồi, thần sắc đoan nghiêm, hoàn toàn không có tướng chết chóc gì, toàn thân đều lạnh nhưng đỉnh đầu vẫn ấm. Khi trước hai đùi sưng phù, chẳng thể co duỗi được, đến lúc sắp mất lại như bình thường. Vì thế có thể ngồi xếp bằng qua đời như nhập thiền định. Dịch Viên hướng dẫn con cái và các đạo hữu chí thành niệm Phật giúp bà được vãng sanh. Qua 5 tiếng đồng hồ mới bắt đầu xếp đặt tang ma, cúng lễ tiếp đại khách. Tang gia đã không dùng đồ mặn, mà khi người trong thôn muốn đến tế lễ chung, Dịch Viên bèn ngăn lại, mỗi ngày chỉ để một số người đến niệm Phật một lúc độ khoảng 2 tiếng đồng hồ. Một là để khỏi lãng phí, hai là có lợi ích thật sự cho vong linh, ba là khéo léo dẫn dụ mọi người cùng gieo thiện căn,
vốn là để cho những ai nghe được phong thái ấy đều phổ biến ân Phật. Quả thật là phong cách tang lễ mới thật tốt lành, phàm những ai có tín tâm đều nên hành theo. Sau khi tận liệm, dịch viên gửi thư đến chùa Pháp Vũ ở Phổ Đà, kèm theo 100 đồng, xin quan tùy nghi làm Phật sự. Hồng người mắt chưa được vãng sanh, liền được vãng sanh. Đã vãng sanh thì sẽ được tăng cao phẩm sen. Quan bảo 16 người trong niệm Phật đường, cử hành Phật thất, lại vì họ khai thị về lợi ích của pháp môn niệm Phật, cũng như lòng chân thành của cư sĩ dịch viên. Các sư nghe xong đều cạn lòng thành, tận lòng kính. Đến ngày 21, bà mẹ chồng cầu khấn: con dâu mất đã nhiều ngày rồi, sanh về Tây hay chưa? Xin hãy báo mộng cho biết để an ủi lòng ta. Đêm ấy có một người bạn con bà cụ nằm mộng thấy thư từ nườm nượp gửi tới. Bèn đem một lá thư lên Phật đường trên lầu để xem. Thấy trong Phật đường treo một ngọn đèn lớn sáng tỏa bốn phía, sáng hơn đèn điện. Mở thư ra thấy có một bức vẽ. Trong ấy vẽ một đóa sen lớn màu đỏ. Trên hoa có đài tòa, dưới hoa ghi hai hàng chữ nhỏ chẳng thể nhớ được. Chung quanh có bao nhiêu là hoa nhỏ, nước ở dưới hoa có màu như bạc. Ngày ấy chính là ngày viên mãn Phật thất ở Pháp Vũ, được mấy điềm như thế, đủ thấy bà quyết định vãng sanh. Tâm của chúng sanh và tâm của A-di-đà Phật xét về bản thể hoàn toàn tương đồng. Nếu dùng tín nguyện ức niệm để cảm, chắc chắn sẽ được thệ nguyện từ bi của Phật Di-đà nhiếp thọ. Do vậy, trong cõi này phát tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì trong ao báo nơi Tây Phương liền mọc lên một đóa sen. Nếu tinh tấn chẳng lui sụp, thì hoa sen ấy càng ngày càng to lớn, đến khi người ấy lâm chung, Phật và Thánh chúng liền cầm hoa ấy tiếp dẫn vãng sanh. Bà Kinh Vương phu nhân đời Tống dốc lòng tu tịnh nghiệp, những người thiếp thị nữ không ai chẳng hành theo. Có một người thiếp không bệnh mà mất, phu nhân đêm nằm mộng thấy người thiếp đã mất ấy đến cảm tạ ân cần. Cô lại dẫn bà đi về phương Tây, thấy có một cái ao báo kích thước rộng lớn. Trong ao có một cái hoa to, quang minh thù thắng. Người thiếp bảo đấy là chỗ phu nhân sẽ sanh về. Tất cả những hoa chung quanh đều là hoa của những người được phu nhân giáo hóa hay được lần lượt truyền dạy mà phát tâm đấy. Phu nhân tỉnh giấc, buồn vui chen lẫn. Không lâu sau gặp đúng dịp sinh nhật, bà đứng niệm Phật qua đời. Giấc mộng của người bạn ông dịch viên gần giống với chuyện này, nhưng Uông phu nhân không có được công phu và quyền lực giáo hóa chỉ dạy như là Kinh Vương phu nhân, nên cảnh tượng phải kém xa. Người bạn tịnh nghiệp chưa thuần thục nên chỉ thấy được bức vẽ chứ chẳng thể đích thân thấy được cảnh. Dùng nhân như thế sẽ cảm được quả như thế. Nhân chẳng luống uổng, quả chẳng lãng phí. Do vậy càng thêm tin tưởng. Nguyện những ai thấy nghe đều gắng sức lên. Nam mô A Di Đà Phật. Thường con người của mình không lượng được cái sức của mình, cho nên biến khéo thành vụng. Trong văn sao tỏ hay nói câu này: cái sức của mình để mà niệm một câu Phật hiệu, để sự nhất tâm, lý nhất tâm, hay là thành phiến, hay là tam muội, thực sự cái sức của mình không phải làm được đâu, khó lắm. Sự nhất tâm là phải đoạn được kiến tư hoặc. Tư hoặc đó là tham sân si mạn nghi. Kiến hoặc là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Đoạn sạch bằng với A-la-hán là mới được sự nhất tâm. Kinh khủng. Mình không đủ sức để làm trong cái đối với cái căn cơ của mình và với cái nghiệp báo của mình. Nhưng mà mình phục thôi. Phục tức là làm cho kiến hoặc tư hoặc tham sân si mạn nghi đó nó mỏng nhẹ,
nó không làm chủ chiếm ưu thế. Mà niệm Phật tính hạnh nguyện thiện căn phước đức nhân duyên chiếm ưu thế là mình được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc rồi. Phục nó dễ hơn. Nhưng mà không phải là một câu Phật hiệu đối với căn cơ của mình là phục được. Dĩ nhiên câu Phật hiệu có khả năng này, nhưng mà đối với cái tính căn nguyện, căn định, căn niệm căn của mình để mà phục nó thì không dễ gì phục nó đâu. Cho nên cần có phải thêm chú đại bi đó. Bà cụ uôn hàm chương tụng thêm phổ môn có sáng tạo không? Không, vì tụng phổ môn cũng hồi hướng về Cực Lạc. Tụng bộ môn nó có cái hay nữa là mình có cái niềm tin với Bồ Tát Quan Âm rất sâu. Lúc trước Chánh Nhàn chưa có tụng phổ môn, đó là niệm Quan Âm không, nhưng mà nó không có cái sức gia trì và cái niềm tin bằng mình tụng phổ môn. Do nghe một cái câu chuyện ở cái làng nó bị dịch, ông đó ông tụng phổ môn hết dịch, là nhân cái nghiệp dịch này Chánh Nhàn phổ biến, cộng với là Hòa Thượng Trí Tịnh cũng tụng phổ môn, cho nên hai cái nguyên do này cái mình bắt nhịp vô tụng phổ môn, thấy niệm Quan Âm khác liền. Nó phải có xử lý trong đó. Và bà tụng thêm thần chú Đại Bi, tụng kinh A Di Đà, phổ môn mình tụng buổi sáng. Chắc là bà cụ Uôn Hàm Chương này chắc bà cũng tụng phổ môn buổi sáng. Rồi chiều tụng Di Đà, bà thêm Đại Bi. Tụng phổ môn là thường đẳng ra tụng phổ môn là thích niệm Quan Âm. Nhưng mà Ấn Tổ nói là nếu mà mình không biết đâu là chủ, đâu là khách, lan man không đầu mối, trì Đại Bi thì muốn cho tâm mặt tương ưng, không nguyện vãng sanh là lan man không đầu mối. Mới nói mà trì Đại Bi mà nguyện bản sanh hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc thì có đầu mối. Có đầu mối tức là có cái chỗ mà mình đem công đức mình gửi về thì nó cũng khách quy về chủ. Khách quy về chủ hay ngay chỗ này, trợ quy về chánh. Nhưng mà nó giúp cho mình trong cái lúc cái cuộc sống sinh tồn này, gặp chướng duyên, gặp oan gia. Chút xíu con bé lên nó nói cái chuyện oan gia mà hương linh muốn tách cái hồn nó ra khỏi cái tâm thức, nó ra khỏi cái thân. Tụng Đại Bi cái là họ bức buông ra liền. Cho nên cái trợ hạnh Đại Bi đắc lực vô cùng. Một số những người họ tu tịnh độ, họ không có duyên với Đại Bi, họ không thuộc Đại Bi á. Họ nghe một số người khác nói là chỉ niệm Phật là đủ, cho nên thành ra tội nghiệp họ thê thảm, thê lương, đủ chuyện trục trặc rắc rối mà họ vượt qua không được, cái rồi thôi bỏ luôn. Ăn cơm trắng mà ăn suông, ăn cơm trắng không ăn gì nổi đúng không? Mà nuôi con người đâu phải là một thứ gạo đâu. Có lúc mình ăn nếp, có lúc gạo xay làm thành bánh hỏi. Phải biến chế đủ kiểu nuôi cái thân á, phải có rau, củ, quả, đủ kiểu nó mới có thể tồn tại, đừng nói cái tâm. Một pháp mình để cho cái tâm này nó chứng nhập được và nó tiêu phiền não thì bọn phàm phu mình không thể nào được như vậy đâu. Trời cũng phải lúc mưa lúc nắng, với mưa hoài nắng hoài chịu vậy nổi, làm sao mà được tồn tại nổi. Cái gì mà tồn tại trong cái gầm trời đất này? Chỗ này nó quyền biến hay cực kỳ, cái quyền biến của Ngài. Đại Bi cũng tụng nhưng mà thường là 25 đến 50, nếu mà trì vô cho thì 75, không có kẹt, không có dính mắt. Lúc trước là Giác Nhàn cứ 108, sáng 54, chiều 54, thời gian mổ ruột thừa về, sức yếu một cái, mất. Đọc kỹ văn sao lại một cái, gỡ lại 25, 50, 75. Một nhịp của Ngài là 25 thì nó vừa cái sức 35 phút theo trong máy, vừa sức dữ lắm, vừa lắm. Cho nên trên chùa buổi chiều dây dưới này 25 vừa lắm. Nhưng mà thường Giác Nhàn để ý bữa nào mà mệt mà chỉ nghe không á, mà mình không nhếp môi luôn, chỉ nghe không á, thì nó không có bằng mình nhỏ nhỏ một chút. Nam mô Đại Bi Hồi Thượng Bằng Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Quang Ngài Đại Bi Tâm Đà La Ni. Thì cái sức của cái âm thanh mình nó cộng lại với cái âm thanh này nữa đó, thì nó có cái sức định mạnh hơn là mình nghe. Hoặc là Nam mô Đại Bi Hồi Thượng Bằng Bồ Tát, bữa nào nó mệt quá mình như mới như vậy đó, thì nó cũng không bằng ra tiếng mà nhỏ. Tuy nhiên ở bên chánh điện cái tiếng lớn quá, cho nên mình không có thể nhép theo nó được, mình không có thể một cái âm thanh nhỏ ra được á. Hôm bữa có anh chàng đó nói là con tụng mà ra tiếng á, thì cái sức định và nó nhíp hơn là con thầm thầm hoặc là trong tâm. Đúng, nói vậy. Mà khi mệt thì buộc là mình phải thầm ra hơi hoặc giả là mình nghe thôi. Mà do mình quá sức, mình dùng tâm quá nhiều, mình phải điều chỉnh lại chứ. Nếu 108 mà nó quá mệt thì mình rút lại còn 75 hoặc 50 hoặc 25, mà mình làm sao cho nó sảng khoái hoặc nó có ra tiếng.
tự mình phải điều tiết làm sao đó. Chứ đâu có nhiều mà mình lại không ra tiếng thì vẫn không hay hơn là ít ra tiếng. Cái này kinh nghiệm lạ lắm, ra tiếng nó có cái lạ. Cái việc mà hôm nay cho đại chúng yên tâm là tụng Phổ Môn, trì Đại Bi, niệm Quan Âm vẫn được vãng sanh, mà cụ Quân Hàm Chương, lá thư này cực kỳ quan trọng. Tuy rằng trong văn sao Ấn Tổ nói là khách quy về chủ, trì Đại Bi, niệm Quan Âm, làm tất cả việc thiện, hồi hướng về Cực Lạc, đủ tín nguyện vẫn vãng sanh, nhưng mà thực sự vẫn nhàn tin tuyệt đối, nhưng mà thêm câu chuyện này nữa thì thôi, nó tăng tính tâm thêm. Cho Ấn Tổ mới nói là, bạn không phải là Bồ Tát thì bạn đừng có làm như Bồ Tát. Bạn là phàm phu phải làm như thân phận phàm phu. Phàm phu đó là phải biết hàm dưỡng 10, 20 năm, 30 năm như Ấn Tổ. Phải biết hàm dưỡng, ẩn kính tài năng. Đừng có khoe khoang khoác lác, chua ngoa khắc bạc. Thiếu sự hàm dưỡng thì bạn cứ chướng ngại hoài. Trời, hồi trước đó là thôi, giống như diều gặp gió mà lên lưng voi, tổ chức ào 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 hết cái lễ này đến lễ nọ, mà tổ chức về là nằm chèo queo có tu nổi đâu. Mà trước khi tổ chức là lo, nhiều lúc sốt bệnh luôn. Mà nghe được tiếng khen, trời, lại lần 500 ông giảng ông phóng sanh, toàn là chạy theo cái chuyện là lợi người mà hại mình không. Lợi người tốt hại mình quá sức. Khi mà quay về lại văn sao, từ khi đi Mỹ về, bắt đầu đọc vào văn sao, cái bắt đầu con người mình bắt đầu nó nương nơi cái văn nghĩa của Ấn Tổ, mà mình biến đổi cái con người mình từ từ thôi, khiêm hạ, ẩn kính tài năng, làm nhỏ nhỏ, yên yên. Đạo tràng này có 20 người, đạo tràng này có 20 người. Bây giờ thường ngày biết con người mình, cái ngã mạn nó còn chưa chứng A-la-hán, cho nên làm được cái gì là cái ngã nó lên to đùng. Nguy hiểm vô cùng cái chuyện này. Nhưng mà mình phải thực sự có công phu niệm Phật thì mình nghiên cứu văn sao thì nó rất là thích lý thú. Cũng như mình biết cái phương cách mình làm bánh, rồi mình làm ra rồi mình ăn, mình thấy cái nó mới ngon, chứ mình làm cho người ta ăn mình cũng không biết cái vị nó đâu. Cũng như mình đọc văn sao rồi mình hành trì, rồi mình thấy cái hương vị của nó, rồi mình mới hành trì, rồi mình đọc văn sao mình hành trì, lý sự viên dung vậy đó. Không chấp lý bỏ sự, không có chấp sự bỏ lý, tự nhiên nó lưu thông. Bây giờ gia đình lên một chút xíu, còn 15 phút ha. Hồi nãy xuống cái nhà lá tiếp cổ thì giờ con ảm đứa cháu, con ngồi ở dưới, con có kể cái chuyện của cổ là bị đau nửa đầu, gần như tai biến nhẹ. Làm mất cũng một tuần, có khó chịu vô cùng. Sau đó rồi con lấy cái máy dán nhàn cho lúc trước cái chị Đại Bi á, con mở, con áp sát lỗ tai, con nghe thôi chứ không có đọc theo. Thì con nghe vài ngày cái là nó hết cái trạng thái đó. Mà trước khi đó con uống thuốc rồi niệm Phật làm đủ kiểu mà nó khó chịu vô cùng. Nói như vậy không phải là cái câu Phật hiệu không chữa được bệnh, không chuyển được cái nghiệp đau đầu tai biến nhẹ của cổ, mà do cái thiện căn phước đức nhân duyên của mình không đủ để cảm đến Đức Phật A Di Đà. Anh em ơi, thằng chú Đại Bi danh hiệu Quan Âm thì dễ cảm hơn. Không phải mình phân biệt giữa Phật với Bồ Tát, nhưng mà cái nguyện của các ngài, rồi Ấn Tổ nói như vậy, rồi Giác Nhàn nói ra như vậy thôi. Cho nên người gặp nạn, gặp bệnh thì niệm Quan Âm là đỡ tốn tâm lực, nhanh cảm ứng nhất. Đúng thầy Tánh công nhận, cái đoạn đó có đúng không? Thì giờ hôm nay con bé từ Bình Đức về, có một vài cái cảm ứng mà hôm qua Giác Nhàn cũng không có nhờ nói, nhưng mà nó muốn nói để cho đại chúng nghe, có tính tâm với thằng chú Đại Bi danh hiệu Quan Âm. Không có ghi băng lại, thứ nhất. Thứ hai nữa là cái câu chuyện này hay. Hôm bữa vừa gia đình hẹn là Giác Nhàn nhớ liền, bữa đó nó kẹt xe làm sao, nhưng mà không có đủ chi tiết để cho đại chúng nghe có cái tính tâm. Giờ con nói chuyện cho đại chúng nghe những gì mình muốn nói như hồi sáng con kể hả? Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, con kính bạch chư Tôn Đức, kính bạch các cụ và các
quý vị đồng tu ở đây ạ. Nhờ trước Tam Bảo chứng minh và có thầy và các chư tôn đức, con xin phép được chia sẻ một chút về sự việc cách đây 12 năm ạ. Khi mà thầy có sang bên Đức thì khi đó con có nhân duyên là đi đón thầy cùng với một số Phật tử ạ. Thì sự tình là thực ra trước khi mà con đi đón thầy ấy, thì con đã được báo rồi. Là lúc đó con vẫn đi làm, con đang làm thêm ở cái quán sushi. Thì khi mà con đi vào bê bưng đồ bát đĩa vào trong bếp ấy, thì cái dao sushi nó rất là sắc, bởi vì là họ làm thái lọc thịt cá thu đó. Thì con là người cũng lúc đến biết tu rồi thì con cũng thường vào là hay niệm chú vãng sanh rồi khai thị cho các chư vị cá thu ở đấy. Nhưng mà bởi vì con còn mới tu nên con cũng mới bắt đầu, thì con cũng chỉ kết duyên được thôi. Thì con bê đồ vào thì cái con dao tự nhiên ở bên trên nó rơi xoẹt xuống, nó thẳng đúng cái tay con để cái bát bát đồ đĩa của khách hàng đó. Thì con bất chợt đó, con không kịp để mà tránh, nhưng mà lúc đấy là con ý niệm mà con A Di Đà Phật luôn. Con cái vị chú mà chú đang dọn dẹp ở đấy, chú sợ quá chứ bảo con có sao không, chú ý nhìn tay con không có cái vấn đề gì không. Con rất là bình tĩnh, con thường có cái cảm ứng là khi có cái sự chuẩn bị trước tâm lý là tất cả đều có thể là vô thường ập đến với mình á. Thì con có học Phật thì con biết, nên con cũng bình tĩnh, con bảo chú là con cảm ơn chú, con không sao ạ. Thì chú mà ô đúng là không sao thật, mà con dao nó rất là sắc á. Họ để làm thịt cá thì rất là bén, rất là, nếu mà nó mà rơi xuống chắc là đứt cả cánh tay, đúng cánh tay bên này mà con bị kẹp xe luôn. Thì lúc đó con đã cảnh tỉnh cái tâm của mình suốt cái thời gian mà con trước khi đón thầy buổi đêm hôm đấy, là đến sân bay là con đã nhất tâm, là con trong tâm ý niệm là con phải chuẩn bị tâm lý là con sám hối, trong tâm lúc nào cũng sám hối các chư vị, sau đó niệm Phật, chuyên nhất niệm Phật thôi. Thì đúng là sự tình nó diễn ra rất là bất ngờ khi mà tất cả mọi người lên đón xe, mời thầy lên xe một xe khác, còn con đi một xe bên người hàng xóm cũng đi đón thầy đó. Thì đó là một chiếc xe tải rất là lớn chở hoa, vì nhà họ làm hoa thì xe tải. Mà cánh cửa thì con cũng không hiểu tại sao là nó bị hỏng, cô chú bảo hỏng lâu rồi, không có khóa mở được, nó sập là không mở ra được. Lúc đó sau đấy mọi người kể con mới biết. Thì con vô tình khi bước lên, con đi đằng sau, còn một em bé ngồi đằng trước, thì em ấy không biết là con cầm cái cánh cửa con cầm vào, em ấy không biết là con bước lên. Thì là em ấy sập ầm cửa vào, thì con cũng, lúc đấy là con vẫn còn giữ bên tay trái được giữ hình Phật A-di-đà để con đi đón thầy, vẫn giữ nguyên như thế này. Còn tay bên phải con cầm cái cán để con bước lên. Thì nó sập thì con, nó quá bất ngờ đi, thì con niệm Phật luôn. Và con lúc đấy con có một cái rất là, con rất là bình tĩnh, mà con nghĩ là bây giờ con vãng sanh cũng được. Không hiểu sao là lúc đó con rất là mạnh mẽ, bởi vì cũng có một quá trình, cũng có công phu một chút, con nghĩ vậy. Nên là con không có sợ chết hay bị làm sao hết, con bảo bây giờ vãng sanh con cũng đi. Và con không có ý niệm là có oán hận cái người bên trên mà họ vô tình sơ ý. Em rất là sợ hãi, vì em ấy trẻ, có 14-15 tuổi thôi. Em rất là sợ, mà không biết làm nào. Lúc đấy tất cả mọi người đều dồn mẹ con đi đằng sau, mẹ con không biết làm nào, là bậy cửa ra, mọi người náo loạn lên. Thì con cứ giữ hình vật tan, nước mắt thì cứ chảy dòng dòng, bởi vì đau quá, nó cứ không kéo được tay ra, mình không làm được gì. Thì con cứ chỉ cứ nhìn Phật A Di Đà, và con cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Và trong ý niệm của con nói với các chư vị là, thì nhiều đời nhiều kiếp cũng như kiếp này, lúc trước con biết Phật pháp là con cũng có sát sanh các quý vị một chút nhỏ xíu này, cái cánh tay này có là gì đâu, nên con chấp nhận, con hoan hỉ, con trả nợ các quý vị. Và cái ý niệm mà con nó khởi lên, mà con không có một chút tâm oán hận gì trong cái sự việc đó cả, vì con biết mình trước sau mình cũng phải trả cái nghiệp này, nên con hoan hỉ con trả. Và thời gian là, bởi vì không ở bên Đức ấy, thì nó không như ở Việt Nam, người đi lại cũng rất là vắng vẻ, mà nhất là buổi tối muộn nữa, thì mọi người cứ chạy khắp nơi để tìm cái gì để bậy cái cửa ra. Mà con chỉ có nhất tâm niệm Phật, mẹ con đằng sau, mẹ con cũng nhớ niệm Quan Âm, mẹ con cũng có duyên với ngài, nhưng mà con chuyên trừ một câu A Di Đà Phật, con quen rồi, nên con chỉ nhất tâm niệm Phật và con quyết định vãng sanh thôi. Lúc đó con nhớ là con có 20 mấy tuổi, 22 tuổi tầm đó.
Và khi mà thầy biết là bên vấn đề bên xe bên này xảy ra không đi, thầy mới mọi người mới thấy ồn ào thì mới gọi thầy xe bên kia, thì xe bên kia mới dừng lại để thầy xuống. Thì con nhớ rằng lúc đó thầy bước chân xuống, thầy đứng bên cạnh con ở đây, con vẫn đứng đây, con không thay đổi được vị trí bởi vì tay con cắm ở đây rồi. Con cứ đứng yên như thế mà không cử động, phải con không biết bao nhiêu lâu nữa, nhưng mà cái cảm giác rất là lâu bởi vì đau quá. Thì thầy chỉ bước xuống xe và thầy niệm đúng 3 niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, đúng 3 niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Là tự nhiên có một người ông Tây nào, ông ấy thì mọi người cũng tìm, nhưng lúc trước thì sao không hiểu sao là không có thấy ai giúp đỡ được. Nhưng mà thầy đúng niệm 3 niệm thôi là có một vị cầm tìm được cái xà beng và bẩy cái xe ra, cánh cửa xe ra được. Thì vừa bẩy ra xe ra được thì con nằm ngất luôn, là con nằm luôn tay mẹ con luôn và một chị bên cạnh. Thì chờ đợi nó quá lâu, con đau quá. Và lúc đó thì con không còn cảm giác. Lúc đó con mở mắt ra con thấy là cái bàn tay này, cái bốn ngón tay này nó như một mảnh giấy ấy, bởi vì nó lâu quá. Thì bác sĩ nó trắng phau như một tờ giấy và nó mảnh mỏng y như tờ giấy vậy ấy. Nó lâu quá mà không có một giọt máu nào cả. Thì gọi xe cấp cứu tới thì bác sĩ bảo là họ bảo là chở con ra ngay bệnh viện, có thể là soi, sau đó có thể là có như thế nào thì mổ hay như thế nào đó con không biết. Thì nhưng mà con quyết chí là không, con không đi theo, con không vào. Con bảo nhất định ngày mai là thầy đã giảng pháp ở chùa Linh Thiếu rồi, là con không đi, con nhất quyết con không đi, cho con đi về nhà đi, con về nhà. Thế nhưng mà bởi vì là ngày lễ, đúng là ngày tầm 1 tháng 5 thầy nhỉ, tầm tháng 5 đấy ạ, thì là ngày lễ quốc tế lao động, khoảng thời gian 30 tháng 4 1 tháng 5, thì họ lại không có làm việc. Thế là đưa con trở về nhà và con cũng không uống một viên thuốc nào suốt cái khoảng thời gian đấy, vẫn bó tay. Đang lên chùa ngày hôm sau là thầy giảng ở chùa Linh Thiếu và con lên con nghe giảng pháp bình thường như mọi người. Và ngày thứ hai thì con quyết định là con đi về nhà. Tức là lúc đó con đang ở trên Berlin, còn bố mẹ con thì ở dưới vùng khác. Thì con về nhà Hannover ở chỗ ba mẹ con. Thì con quyết định là con cũng không đi bác sĩ gì cả, con ở nhà con tập viết tay trái, con để tự nhiên mà con cũng không đau. Thế mới lạ. Tức là con, tại vì sao? Bởi vì con nghĩ là con do là mình niệm Phật, con quyết xác định là con không có uống thuốc rồi, con cũng không quan trọng. Thì đúng là không có đau đớn gì cả, cứ để tự nhiên như thế. Cho đến cái ngày mà bác sĩ họ hẹn đến để mà soi lại, chiếu chụp, thì trước cái ngày hôm đấy con mộng. Đêm nằm con ngủ thì con thấy một, đây con nghĩ là hóa thân của Bồ Tát Quan Âm, bởi vì con rất là có duyên với ngài. Con nằm đó và bà lão đã đứng bên cạnh, bà đưa cho con cái gì đó. Thì con theo quán tính là con cầm lấy, con vơ lấy thôi, sau đó con cho miệng. Thế ngày hôm sau con hẹn bác sĩ, đi đến bác sĩ. Bác sĩ soi chiếu xem, bác sĩ đó cười. Cô làm sao đâu, tay cô bình thường mà, đâu có xương nào gãy đâu. Vậy là sự việc qua. Con thật sự là con hiểu, con rất là tin và con biết ơn Bồ Tát Quán Thế Âm vô cùng tận. Và sau sự việc đó thì niềm tin của con càng ngày càng tăng trưởng. Đấy là câu chuyện đầu tiên ạ. A Di Đà Phật. Còn câu chuyện về nhà bà nội nữa chứ hả? Chuyện bà nội hôm qua kể hay quá chừng hả? Về nhà. Dạ. Đó là quay trở lại thời gian trước đó nữa, tức là cái khoảng thời gian trước khi nữa là con bắt đầu biết Phật pháp ấy, là con không có biết gì cả. Thì trước khi ngày về phép Việt Nam ấy, tức là trước đó 2 năm ạ, là hoàn toàn mới tinh, con không biết Phật pháp là gì á. Con phận mẹ con đeo cho con cái vòng cổ có hình Bồ Tát Quan Âm, thì mẹ bảo là đi trên máy bay này về nhà luôn luôn để trong người này. Rồi con có thỉnh một quyển thập chú và chú Đại Bi ở trên chùa Linh Thiếu, quyển nhỏ nhỏ để đi trên máy bay để đọc, thì con cũng chưa thuộc. Sư cô bảo học thuộc, con cũng mới bắt đầu cũng chưa thuộc được, nhưng mà con cũng nghe lời thôi. Thì con mang về nhà thì bao giờ cái quyển sổ đó, tức là quyển kinh có chú Đại Bi và thập chú, con để bên dưới cái gối của mình, còn vòng lúc nào cũng đeo trên cổ, lúc nào cũng ở bên cạnh mình. Thì đêm hôm đó, đây là câu chuyện khá lâu rồi nhưng mà mãi ấn tượng đến tận bây giờ đây, hôm nay con mới đủ nhân duyên để trước thầy và trước đại chúng con mới dám chia sẻ, tại vì không phải ai cũng tin được cái sự việc này, chỉ có người tu mới có thể tin được thôi ạ. Thì đêm hôm đó con nằm ngủ như bình thường, nhưng mà hôm đấy con nghĩ là người con cũng hơi mệt do đi máy bay về. Nhưng mà thật sự là con rất là lạ lùng, tại sao là lúc đấy, thật sự sau này con mới hiểu là thế nào là linh hồn, thế nào là thể xác, đúng là nó có thật. Con ngủ với bà nội con, tức là bà nội con mới mất đấy ạ,
trong thời gian này tuần thứ hai là tuần thất thứ hai của bà đó. Thì con vừa đặt mình xuống thì tự nhiên con thấy có một cái sức mạnh rất là lớn nó kéo cái linh hồn của con ra, và khi con quay lại thì con thấy thể xác con vẫn nằm đấy, nó kéo rất là mạnh như giằng co với linh cái thể xác của con, nó giằng linh hồn ra khỏi cái thân thể ấy. Tức là con ngồi dậy rồi còn mỗi cái chân của con còn bám trụ khỏi cái thể xác của mình thôi. Con rất là sợ hãi vì con đã bao giờ con gặp những chuyện đấy đâu. Con bảo chuyện trong tâm con ý niệm mà không chuyện gì xảy ra thế này. Con lúc đấy con rất là rối loạn, con không hiểu chuyện gì ạ. Con mới sau đó là bình tĩnh một chút thì con mới nhớ ra là trước ngực mình có vòng có hình Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì con lấy hết sức mạnh để con lấy lại cái tay cái linh hồn ấy trở lại để mà cái vòng của mình, để con giữ cái thân thể của mình lại, cái linh hồn của mình lại, quay trở lại cái thân thể của mình. Thì tự nhiên cái thế lực kia họ bật ra, và con lại nhớ tiếp là con chưa thuộc thủ đại bi, lúc đấy con chưa thuộc, con mới là thiên thủ thiên nhãn, sao lại vấp câu nọ câu kia. Nói chung là nó cứ nhớ câu nào đọc câu đấy ấy, nó chưa phải là thuần thục hay là như bây giờ là thuộc lòng đâu, mà chỉ là cứ nhớ câu nào đọc câu đấy thôi, tại vì sợ quá nên không biết bám víu vào đâu cả. Thì đúng là rất là hay là con nhớ mãi, con cứ niệm thiên thủ thiên nhãn thì họ cứ ập vào định kéo linh hồn ra thì họ lại bật ra, rồi đó, họ lại tấn công vào tiếp, họ kéo định kéo linh hồn ra tiếp, con lại vùng ngại lại bi tâm đà la đi, rồi cứ thế họ lại cứ liên tục suốt cả đêm như thế, là con vùng vẫy với cả một cái thế lực nó vô hình như vậy. Đến khi con trở lại thân thể thì con mới mãi con mới cựa được người, con quay hợp bà ơi, hình như lúc đấy con chỉ biết là ma thôi, con không biết là cái gì, bà hình như có ma ấy bà, nhưng bà con không tin. Bà con bảo thôi mày cứ mơ lung tung ngủ tiếp đi. Ui thế là một mình con lại chiến đấu với cái sự việc đấy. Mà con rất là sợ hãi, lúc đó con chưa tu đâu vào đâu cả, nên con rất là sợ. Con sợ con chỉ nhắm mắt lại là con bị kéo ra ngoài như thế, lại bị giằng co với cái thế lực vô hình kia. Thì con rất là sợ nên con không dám ngủ. Nhưng mà con mệt quá rồi con không thể không ngủ, thì con chợp mắt cái thì họ lại vào, nó lại kéo tiếp ra, cứ như thế vùng vẫy cả đêm. Và cho tới khi là họ cũng không làm gì được nữa thì con thiếp đi, con ngủ tận sáng. A Di Đà Phật. Vâng ạ, đấy là cái sự linh ứng của thần chú Đại Bi mà trong những giai đoạn đầu tiên con mới biết Phật pháp, con đã trải nghiệm qua để con biết được cái thế giới vô hình thật sự là có thật, và bản thân con đã trải nghiệm ạ. A Di Đà Phật. Còn đứa con nữa hả? A Di Đà Phật. Vâng ạ. Con xin phép mà nói qua với thầy cùng một chút về chú Đại Bi trước khi mà thời gian con đi xảy ra cái sự việc là bị kẹp tay đó. Thì con có gặp một cái chướng ngại khi mà bắt đầu đi học Phật, tức là sau này con mới hiểu ra là do tâm của Tử Bi con lớn quá, con chưa biết, con chưa có cho trí tuệ, cho nên là con chỉ thương chúng sanh ấy, có nghĩa là mình học Phật tự nhiên cái tâm từ mình phát ra mình thương thôi, cái ý niệm thương nó khởi từ trong tâm mình, chứ mình không có cái trí tuệ phân biệt là mình phải làm cái gì đúng này gì sai, mình chưa có, cũng chưa học pháp sâu, cho nên cái ý niệm ấy quá lớn. Tức là con không hiểu sao á, là con có viết thư thầy rất dài đấy, lúc mà thầy về bên Đức á, là con có viết thư cho thầy cơ, nhưng mà con không có gửi. Con kể tường tận những cái sự việc nó xảy ra, tức là trong cái khoảng thời gian biết Phật pháp ấy, là không hiểu tại sao là những cái sự việc, ví dụ như là ở thành phố của bố mẹ con có một cô gái đó bị chặt xác, sau đó là vứt xuống hồ. Con ở Berlin, tức là con ở vùng khác, con không biết gì ở chuyện ở chỗ bố mẹ con ở cả. Thì con lại mộng luôn cái xác ấy, nó tức là họ báo cho con biết những cái sự việc xảy ra rất là nhiều, không phải riêng việc đấy đâu. Thì khi mẹ con kể ra, con bảo ô hôm qua con vừa mơ lên cái chuyện đó xong, tức là họ cho vào cái bao tải như nào con biết hết. Thì con không hiểu lý do tại sao con lại biết, thì tức là mẹ con kể ra con mới giật mình, ô con có những câu chuyện như thế là con được biết rồi. Thì trong thời gian đó thì khi mà con tu hành thì con có gặp một cái số chướng ngại trước khi mà thầy Sa Mên Đức. Con bởi vì cái tâm thương chúng sanh nó phát khởi ra, thì con vô tình chiêu cảm các chư vị hương linh, hình như họ biết cái tâm ý niệm của mình á, thế là họ cho mình thấy. Mà sức của con thì yếu quá, con mới tu nên chưa đủ định, nên là họ cứ về cho con nhìn đến cảnh dưới, tự nhiên con bị hãi hùng, con bị sợ hãi.
Con hãi hùng thì con bị kiểu như là con sợ quá nên là con phải nghỉ việc làm luôn á, sợ đến mức độ con phải nghỉ việc ấy. Họ cho mình nhìn thấy cảnh giới này cảnh giới kia mà con có giúp được gì họ đâu con, mà con không đủ lực để giúp quý vị, con không giúp được quý vị đâu, quý vị phải tu đi. Thế nhưng mà họ cứ về họ báo, thì đến lúc mà cái cảnh giới nó về rất gọi là cái cảnh giới đó nó sợ quá, hãi hùng quá thì con bị yếu, con bị cái tâm lực nó yếu cho nên là nó bị che lấp đến cái thân xác nó rất là nó bị suy sụp á. Thì con phải nghỉ việc làm, tức mức độ phải nghỉ việc làm một tuần. Thì trong một tuần đấy thì có một vị cư sĩ thì con viết thư chú ấy mới khuyên con là mỗi ngày đọc 7 đến 21 biến chú đại bi đi, sau đó con để cái bát nước trước chỗ mà con tu ấy, thời gian công phu đó, trước chỗ ngồi con cứ chỉ chú con nhìn vào cái bát nước đó, sau đó lấy bát nước đó con giải ra ngoài hoặc là để nước đó uống đúng 7 ngày thì là con trở lại bình thường. Và trong sau khi mà chỉ chú thì con vẫn sám hối và con niệm Phật. Thì đúng là sau đúng 7 ngày thì con trở lại cơ thân thể thật bình thường và cái cảm giác sợ hãi không còn nữa. Tức là con không có dám tắt điện luôn, con cứ tắt điện là con còn bị linh hồn thoát ra khỏi thân xác ấy, nó không hiểu tại sao như thế. Và lúc đấy thì con cũng nhớ là con niệm Phật, và cái niệm Phật là linh hồn nó lại trở lại thân thể của con. Thì con cũng kính xin thầy có thể là cho con giải thích cho con cái sự việc này, con cũng không hiểu tại sao. Nhưng mà con nhớ được hồng danh A Di Đà Phật và cứ nhớ niệm Phật. Con niệm thường là con chỉ chấp chỉ danh hiệu thôi ạ, trừ cái đoạn mà chú khuyên con là đọc chú đại bi và cho vào bát nước ấy, thì con nghe lời, còn bình thường con vẫn chấp chỉ danh niệm Phật. Thì con niệm Phật thì là linh hồn con lại trở lại thân xác, con lên chùa con cũng bị, cứ ngủ ở chùa cũng linh hồn cứ bay lên trên lơ lửng này, con nhìn thấy, sau đó con lại niệm Phật, con thấy mình ra ngoài thì mình lại niệm Phật, con lại trở về thể xác, cứ bị như thế liên tục luôn khoảng thời gian đầu tiên cái con tu tập á. Sau đó thì là sau 7 ngày thì là thân thể trở lại bình thường, thân khỏe thì tâm cũng khỏe, không còn cảm giác sợ hãi nữa. Sau khi mà con trì chú đại bi mỗi ngày và sám hối và niệm Phật thì sự việc đó qua đi. Dạ, đấy là câu chuyện cũng về thần chú đại bi. Và cái việc tiếp theo là về em bé thì con xin thưa với quý thầy và các đại chúng là thật sự là con và người bạn của con, câu chuyện cũng rất là dài ạ, nhưng mà nhân duyên phải trả thôi ạ, tức là con cũng không có ý niệm lấy chồng nhưng mà phải trả cái nhân duyên này thôi ạ. Thì chúng con cũng không xác định là có con, xác định là ở như thế để mà thôi tu tập cùng nhau, dìu nhau để mà tu hành thôi, chứ cũng không có ý niệm là sẽ có em bé, bởi vì con rất là sợ luân hồi sanh tử. Con còn khi nghe các hòa thượng nói là mình tạo thêm một cái nhân luân hồi nữa thì con rất là sợ, con luôn nguyện trong lòng là con không muốn có em bé, con sẽ không tạo thêm một cái nhân luân hồi nữa. Nhưng không ngờ là khi mà con học đệ tử quy, con quay về cắm gốc trong thời gian đó là 2 năm bắt đầu đó, thì là con nghe đến bài sở lễ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cầu con thì con đã khóc rất là nhiều, của Ấn Quang Đại Sư ạ. Con khóc rất là nhiều, con không hiểu là sao con cảm ứng như thế. Và con đã quỳ trước Phật Bồ Tát là con đọc bài đó, con không nguyện là con có con đâu, mà con nguyện tất cả những người phụ nữ trên thế gian này đều có thể đọc được bài này, sở lễ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cầu con của Ngài Ấn Quang Đại Sư, để họ có thể sinh ra những đứa con hiếu thảo, có thể là phụng dưỡng chúng sanh, vì lợi ích chúng sanh, sau này có thể hoằng dương Phật Pháp. Con chỉ nguyện cho tất cả những người phụ nữ nào được như vậy, chứ con không có ý niệm là con sẽ có con. Vậy mà không ngờ trong đó một thời gian ngắn thì con có nhân duyên về Việt Nam. Thì đêm hôm đó con nằm thì con mộng thấy một, cũng là một, lại một bà lão ạ. Bà bế một đứa bé, là bé trai, rất là rõ, bà đặt lên bụng con. Và con giật mình, con tỉnh dậy thì con bảo với anh nhà con là ô sao tự nhiên lại có bà lão đặt bụng lên em, bụng đặt lên bụng em mà em bé nhỉ. Mà nói xong đó thì con cũng chẳng nhớ gì nữa, con không nhớ đến sự việc đó nữa, bởi vì cũng có một số công việc ở nhà. Thì sau đó sang Đức thì đúng là con có em bé, thì lúc đó con hoan hỉ thôi, thì nhân duyên của bạn ấy đến với mình thì con sẽ dùng thai giáo để dạy dỗ bạn ấy từ trong thai và dùng Phật Pháp để sau này con nguyện như những lời trong bài của Ấn Quang Đại Sư để con cống hiến đứa bé này cho Phật Pháp. Thì trong suốt thời gian đó thì con
dùng thai giáo, con thọ trì bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện và dùng tất cả những biện pháp mà mình biết, có tức là những cái phương pháp tu tập mà mình biết, thường là chính vẫn là niệm Phật, sau đó con vẫn chép kinh Vô Lượng Thọ, chép tay, rồi học Đệ Tử Quy, con nói chuyện với bé, rồi con phương pháp thai giáo thì chắc quý vị ở đây chắc là những người cư sĩ tại gia cũng biết. Thì con làm y như những lời mà tổ sư Ấn Quang dặn dò đó. Những lúc mà con cảm thấy có khó chịu, bức bách thì con chỉ cần niệm Phật hoặc là con nói chuyện với bé thôi. Bé không bao giờ, bé không cho con không có cảm giác thai nghén gì hết đó. Và con cứ đi đến tận đến ngày cuối cùng, cho những ngày gần cuối, bụng rất là lớn rồi nhưng mà con vẫn dự khóa tu Phật thất. Rồi sau đó là mới đi sinh bé thì con cũng sanh thường. Và trước khi mà con giai đoạn mà con sinh bé đó thì con lúc ấy, con chưa bao giờ trải qua cho nên con cũng rất là đau. Thì lúc đau đớn đấy thì trong lúc thiếp đi thì con nhìn thấy một vị rất là giống với Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Dạ trước Tam Bảo con không dám nói dối ạ. Ngài đứng dưới chân giường con. Thì lúc đấy con có một cái sức mạnh rất là lớn, con biết là ơn Phật lắm. Bởi vì Phật Bồ Tát luôn luôn ở bên mình, bảo vệ cho mình và cho con thấy được con có cái sức mạnh, con vượt qua cái cơn đau đấy. Và con quyết tâm là từ trong lúc mang thai cho đến khi con sinh em bé, con không uống một viên thuốc nào bổ trợ vitamin hay như mọi người ở Tây hết. Ở Đức họ uống rất là nhiều, họ đi chăm sóc, họ làm tổn phước rất là nhiều. Và con, ở nhà con thì đi nhặt rác, đi đồ ăn, quần áo, các thứ. Con cũng quyết tâm là con bòn phước cho con, cho em bé, cho gia đình, chứ không làm tổn phước của bé. Quần áo các thứ không mua sắm một chút gì cả, ăn uống không thuốc thang, không đi làm các chương trình như ở nước ngoài, rất là nhiều những chương trình phải tốn tiền và nhà nước cũng trả, nhưng con cũng không đi làm, con tự con tu tập thôi. Và không một viên thuốc nào, thuốc bổ nào hết. Mà đúng là bạn ấy sinh ra thì trước đó anh nhà con còn mơ thấy ngày của bạn ấy ra đời, tức là bạn ấy được báo trước luôn, là anh ấy mơ thấy số 26. Thì con mới ghi vào trong quyển sổ. Con thì tin nên là con cứ ghi vào thôi, cũng chẳng ý niệm là sẽ là phải như thế, nhưng mà cứ ghi vào để cho mình biết là cái gì. Thì con thì nghĩ chắc là 26 tháng 8 hoặc là 26 tháng 9. Thì 26 tháng 9 thì là sanh ra sau, còn 26 tháng 8 thì là sanh ra trước, tức là sẽ sanh sớm. Thì đúng là ngày 26 tháng 8 bạn đã sinh ra đời ạ. Lịch âm là đúng là ngày lễ Vu Lan là ngày 16 tháng 7 âm lịch. Ngày 15 là trên chùa Viên Giác ở bên Đức, con có một chùa là chùa Viên Giác là tổ chức lễ Vu Lan. Thì con bảo với bạn nhỏ là thôi con cố tình là con muốn sinh ra một em bé đầy đủ đức hạnh, hiếu thảo. Và từ trong bụng con đã gọi bạn ấy là Hiếu Nhi rồi, như là những câu chuyện trong giáo dục đức hạnh ấy, thì gọi là Hiếu Nhi. Và bạn ấy sinh ra đúng vào ngày lễ Vu Lan, là sau ngày 15 là ngày 16, và ngày dịch dương là đúng như giấc mơ là số 26 và 26 tháng 8. Đấy là cái sự linh ứng mà bầu nhiệm mà gia đình con chiêm nghiệm, con xin phép được kể qua như vậy ạ. Trong quá trình con chia sẻ thì con không biết là có sai sót gì, thì kính xin chư Phật Bồ Tát, kính xin thầy, kính xin tất cả các quý vị từ bi tha thứ cho con ạ. A Di Đà Phật. Trong 12 năm gặp lại gia đình, thấy cái tâm lực của cô bé này hơn xưa nhiều lắm. Xưa cũng đã phục rồi, tay dẹp lép như vậy mà vẫn đeo, chúng tôi nhớ lên ngồi nghe pháp. Thường những người họ có tu tập, họ nghiên cứu Phật pháp rồi họ biết học những cái lời thánh hiền, thì người nữ này trở thành hiền mẫu, giúp ích cho đất nước, sanh người con ra hiền tử, rất là tốt. Như hồi nãy con có nói, con có hỏi cái việc mà sao mình vẫn niệm Phật mà cái hồn mình cứ ra rồi vô, rồi gặp các vị hương linh cứ cho thấy hoài. Lúc đó cô kẹt tay, bao nhiêu người cũng nói cô này có bị hương linh nhiều lắm. Ở đây có đứng nói chuyện một chút xíu là thôi, báo oán họ như vậy là đủ rồi, tha họ đi. Ở đây có nói đó, có nghe mấy Phật tử nói về hương linh. Thì cái việc mà khi mình niệm Phật mà cái hồn mình nó ra rồi mình niệm nó vô, nó cứ dằn co hoài vậy mà không hết, mà trì thần chú đại bi là hết.
Không phải là Phật hiệu không có kiến hiệu, và mình phải thừa nhận là cái sức mình tu, cái định mình và cái thiện căn phước đức của mình yếu, chưa cảm đến Phật A Di Đà. Nhưng mà khi bắt đầu mình tu thì các vị oan gia trái chủ họ thấy mình trốn nợ để đi về thế giới bên kia, buộc họ phải đòi. Nhiều đời nhiều kiếp mình sát hại họ, hoặc giả là họ thấy mình có khả năng để giúp họ cũng có luôn, phải không? Thì họ báo cho mình biết mộng vân vân, tất cả mọi thứ đó. Thì Tổ sư Ấn Quang nói là mình phải siêu thoát họ, chứ không có lấy cái chuyện đó làm vui. Có một số những người gọi rằng là ngoại cảm á mà. Ngoại cảm đúng thời gian cái rồi họ nói chéo que, rồi bắt đầu cứ sống với các vị hương linh đó, rồi làm bạn làm bè, rồi cứ liên lạc qua miết cái rồi chướng ngại có. Ngoại cảm tức là cái tâm thức của mình giao cảm với thế giới phần âm á, thì mình phải làm sao siêu độ họ, chứ không có phải để cái tâm vô đó. Người niệm Phật là phải để cái tâm vô danh hiệu Phật, và nghĩ khi mình đang lễ Phật niệm Phật là Phật đang hiện diện, chứ không phải ma đang hiện diện. Chỗ này Ấn Tổ nói sâu sắc, khi niệm Phật thấy Phật đang hiện diện, không có quán tưởng, không có quán tượng, mà tưởng Phật đang hiện diện. Chỗ này tinh tế lắm à. Nhưng mà nhiều người họ niệm Phật nhưng mà họ đang siêu độ cho hương linh. Họ nói họ siêu độ hương linh nhiều lắm, thì miệng niệm Phật mà tâm nghĩ đến hương linh. Nghĩ một thời gian cái lực tu mình yếu, họ vô họ chấn ngự mình toàn bộ luôn. Nhưng bé này niệm Phật thì vô lại, nhưng mà không niệm Phật hoặc yếu yếu cái là linh hồn mình bị tách ra, tâm lực mình nó yếu. Nhưng mà lúc đó có thần chú Đại Bi một tuần là giải quyết xong, đúng không? Thấy không? Thế thần chú Đại Bi giúp cho mình vượt qua cái chứng nạn nhanh, rồi tiếp tục mình niệm Phật nữa, đâu có sao. Mà không nên bỏ thần chú Đại Bi. Bây giờ giữ 25 như Ấn Tổ sáng, rồi thêm 25 chiều hoặc 75, giữ đều đặn như vậy để hỗ trợ cho niệm Phật. Con thấy rõ, quá rõ luôn. Tự thân mình không đủ sức thiện căn phước đức để cảm đến Phật Di Đà để giúp mình, đúng không? Cho nên mình không qua được, đúng không? Mình niệm thần chú Đại Bi lại qua được. Như vậy là do cái nguyện lực của Bồ Tát Quan Âm có duyên với chúng sanh phương này. Cái câu này Ấn Tổ hay nói. Và Phật A Di Đà cũng có duyên với chúng sanh ở phương này, nhưng mà Phật A Di Đà là muốn giúp cho mình về tới Tây Phương Cực Lạc. Mà gặp chứng nạn thì người này phải đủ thiện căn phước đức nhân duyên, tâm lực mạnh lắm, thì cũng có một số những người họ vượt qua, cũng như cái ông đó. Khi mà ổng niệm Phật cái là quỷ nó tới, gặp ổng niệm câu Phật hiệu đứng sững lại, niệm vài câu cái là biến mất luôn. Là cái tâm lực và thiện căn của ông này quá mạnh. Nhưng mà nếu mà mình niệm không trôi như vậy là do mình chứ không phải do Phật, thì phải đổi phương cách, giống như cô bé này đổi qua Đại Bi. Nhưng mà thường những người họ trì Đại Bi, họ niệm Quan Âm thì không có chuyện rắc rối gì xảy ra nhiều với họ đâu. Nhưng mà niệm Phật có chuyện xảy ra rắc rối đó là do gì? Đó là do tự mình chiêu cảm đến, chứ không có phải là do cái việc mà mình không được Phật A Di Đà gia hộ. Thường cái chiêu cảm của mình mạnh quá, tất cả mọi sự việc bên ngoài, đúng sai phải trái giàu nghèo, cũng như là con gặp những oan hồn quỷ sứ nó kéo ra khỏi, là do từ tâm lực mình chiêu cảm hết. Gọi rằng là nhất thiết pháp giới cảm thì nhất thiết pháp giới ứng. Trong tâm mình có cái gì mình chiêu cảm cái đó ra, chiêu cảm cái đó nó tới á. Giàu nghèo sang hèn thọ yểu, tất tần tật đều từ trong tâm mình chiêu cảm nó. Hôm bữa có ngồi nói chuyện với quý thầy, không có cái gì bên ngoài đâu, bên ngoài là phụ thôi, mà tâm mình chiêu cảm nó đến. Từ cái bệnh hoạt Covid nó tới là do nghiệp báo của mình chiêu cảm hết. Nhất thiết di tâm tạo, tam giới di tâm, vạn pháp giải thức. Mà khi tâm mình chiêu cảm đến mình sợ, thì bây giờ mình cũng chiêu cảm Phật đến, tâm mình chiêu cảm Bồ Tát đến. Mà công nhận nó trì thần chú Đại Bi mà nó vượt qua. Có cô ở Sài Gòn hôm qua cô mới gửi 50 triệu cô cúng. Cả nhà bị dịch bệnh mà, và coi như là hỏa hải hùng, trong tâm bất an. Trong vòng một tuần lễ là còn hơn cô này nữa. Tên cô Nhung mà cổ số mấy 70 tuổi mà bất an vô cùng, không cách nào vượt qua được. Nghĩ đến Tổ Ấn Quang, hôm bữa nghe thầy Nhàn vừa giảng, vừa nghĩ đến bấm vô YouTube, thấy đĩa giấc Nhàn nói về dịch bệnh mà thầy Minh có đọc trong văn sao. Nghe một cái là trì 21 biến Đại Bi liền. Niệm Quan Âm, niệm Phật, tụng Phổ Môn, làm y chang như thời khóa của mình. Trong 2 ngày mất ý niệm đó liền, mất luôn cái ý niệm mà sợ hãi đó. Hôm nay là mỗi ngày 4 thời, mỗi thời 2 tiếng, 4 giờ đến 6 giờ sáng.
8:30 đến 10:30, chiều 2:30 đến 4:30, tối từ 6 giờ đến 8 giờ đều như vậy, y như thời khóa của mình. 2 tháng nay mình nói an lạc vô cùng, yên ổn vô cùng, cảm ơn Ấn Tổ. Khi nghĩ đến Ấn Tổ cái là gặp ngay cái đĩa của Văn Nhàn giảng với thì Minh đọc văn sao, chụp vô làm liền 21 biến đại bi, không có nói năng gì hết trơn. Ai nói sang tạp vậy thôi kệ, làm liền 21 biến đại bi, lễ Phật xong rồi lễ Quan Âm, tụng Phổ Môn, trong 2 ngày là mất ý niệm đó. Muốn nghĩ lại cũng không có nữa. Mà lúc trước là muốn đuổi nó ra, muốn bỏ nó ra khỏi đầu không được. Thấy thần lực của Phật Bồ Tát không? Cái pháp của Ấn Tổ là vậy. Bởi vì cần phải nhiều cái phương pháp. Ăn để sống không phải một thứ gạo, một thứ rau mà. Cái câu nói này của Ấn Tổ, pháp để mình tu không phải là một loại, mà mình phải phương tiện nhiều loại để làm sao phối hợp với nhau, giữa một tòa thuốc nó phải đầy đủ cái tá dược. Thì hôm nay có vài cái sự vụ, là thứ nhất là nói về cái máy, thứ hai nói về tụng Phổ Môn trì thần chú đại bi bà Quân Hàm Chương mà vãng sanh, thứ ba cái sự kiện của bé này Vấn Nhàn mới thân hành lên đây để cho đại chúng có tính tâm. Tuy nhiên về sau thì chắc là đủ nhân duyên lắm thì mình mới gặp nhau để mà mình nói chuyện lên băng đĩa, chứ hầu như Vấn Nhàn sẽ hạn chế nhiều lắm. Hôm nay cần cái video này cho đại chúng mình ở trên chùa nghe lại, rồi thỉnh thoảng đại chúng nghe lại, chứ không có cái khí lực hơi thở cũng như là cái sức khỏe để mà phải nói hoài như vậy được. Sẵn nhân tiện gia đình đến thì Vấn Nhàn cũng muốn làm một cái video này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Vâng theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang về cách niệm Phật không bị tổn khí, cũng như là cách cầu được đứa con hiền thiện, ngoan ngoãn và hiếu thảo. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý liên hữu, sư phụ mới tìm ra cách niệm Phật vừa khỏe vừa không gián đoạn, đó là ngoài thời khóa công phu, chúng ta khi đi đứng nằm ngồi và lúc ngủ nên niệm theo máy, một câu trong máy, một câu nhép môi, tai mình nghe hoặc niệm trong tâm một câu, niệm như vậy sẽ không bị gián đoạn và không mệt do có máy trợ lực. Quý Phật tử nên lưu ý cách này, có rất nhiều người áp dụng có kết quả an lạc, chỉ có cách niệm Phật theo máy thì mới không bị gián đoạn. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang ngài có kha thị, người niệm Phật không nên chỉ dùng một cách niệm lớn tiếng, nếu niệm như vậy lâu ngày sẽ thành bệnh, như trong lá thư trả lời cư sĩ Lưu Trí Không, tổ sư ngài có nói. Trong thư ông nói hễ niệm Phật gấp thì bị hụt hơi là do ông chưa khéo dụng tâm mà nên nổi. Phàm chuyện niệm Phật phải tùy sức mỗi người, tùy tiện niệm ra tiếng hoặc niệm thầm, lớn tiếng hay nhỏ tiếng, không gì là không được. Cớ sao cứ một mực niệm lớn tiếng, đến nỗi tổn khí mắc bệnh vậy? Chứng bệnh nặng của ông tuy do tổn khí mà ra, nhưng thật ra là vì nghiệp lực từ vô lượng kiếp đến nay biến hiện. Do ông tinh tấn niệm Phật nên chuyển hậu báo thành hiện báo, báo trong đời này, chuyển báo nặng thành báo nhẹ. Căn bệnh ấy không biết đã tiêu bao nhiêu tội tam đồ ác đạo mấy kiếp. Phật lực khó nghĩ tưởng, Phật ân khó báo. Hãy nên sanh ý tưởng may mắn, mừng rỡ lớn lao, sanh lòng hổ thẹn lớn lao, sanh lòng tin trong sạch lớn lao. Dùng một pháp tịnh độ để tự hành dạy người, ngõ hầu quyến thuộc trong nhà và hết thảy những ai hữu duyên cùng sanh Tây Phương, thì mới chẳng phụ căn bệnh này và Phật vì mình hiện thân vậy. Đối với việc niệm Phật phải án theo tinh thần khí lực của chính mình để chọn lựa niệm lớn tiếng, nhỏ tiếng hay niệm thầm hoặc kim can niệm, tức là niệm có tiếng nhưng người khác không nghe thấy được. Những người trì chú gọi đó là kim can niệm, há nên chấp chặt vào lề lối nhất định. Cổ nhân lập ra phương pháp giống như tiệm thuốc có đủ các loại thuốc,
Cách dùng của chúng ta là phải phù hợp với tinh thần, khí lực và thiện căn xưa kia của chính mình. Niệm Phật lớn tiếng hoặc nhỏ tiếng, hoặc niệm kim cang, hoặc niệm thầm không cách nào chẳng được. Hễ hôn trầm chẳng ngại gì niệm lớn tiếng, để đẩy lùi cơn hôn trầm tán loạn thì cũng được. Nếu thường niệm lớn tiếng, ắt sẽ đến nỗi bị bệnh. Đừng nói người thông thường, chớ nên thường niệm như vậy. Dẫu người hết sức khỏe mạnh cũng chớ nên thường như thế. Trong một ngày, hễ nóng thì bỏ bớt áo, lạnh thì mặc thêm áo. Há nên đối với một pháp niệm Phật, để liễu sanh tử lại chấp chết cứng vào một pháp nhất định. Chẳng chọn lấy pháp thích nghi, há có còn được gọi là biết pháp hay chăng? Phàm là mọi người cùng nhau tu trì, nên căn cứ theo tinh thần của mọi người để liệu định riêng biệt. Cá nhân tu trì cũng phải chiếu theo tinh thần của chính mình mà định. Đâu có pháp chết cứng buộc mọi người đều phải tuân thủ ư? Sau khi dùng tinh thần đến tột cùng rồi, nếu không lui sụp lười nhác, ắt sẽ đổ bệnh. Lượng theo sức mình mà làm sẽ có ích, không bị tổn hại. Kính thưa quý liên hữu, hôm qua trong lúc khai thị cho đại chúng, sư phụ có mời cô Phật tử Hội Ân lên chia sẻ về sự cảm ứng không thể nghĩ bàn của Bồ Tát Quán Thế Âm và Thần Chú Đại Bi. Cô có nhắc đến bài Sớ Lễ Niệm Cầu Con của Tổ sư Ấn Quang rất là hay và ý nghĩa, dành cho những ai muốn có một đứa con như ý của mình. Sư phụ cảm được tấm lòng của cô và thấy được lợi ích của bài sớ này, nên soạn ra chỉ dạy con đọc cho tất cả phụ nữ nên biết cách cầu con. Sớ Lễ Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát Cầu Con, năm Dân Quốc 29/1940, soạn vào cuối xuân năm Canh Thìn. Ngưỡng vọng Quán Âm Đại Sĩ, thệ nguyện sâu xa mênh mông, bình đẳng nhiếp thọ pháp giới hữu tình, khiến cho kẻ chưa gieo thiện căn, chưa chín mùi, chưa độ thoát sẽ liền gieo, liền chín mùi, liền độ thoát. Nên dùng thân nào để độ được, bèn hiện thân ấy thuyết pháp. Ấy là vì đại sĩ vô tâm, dùng tâm của chúng sanh để làm tâm, đại sĩ vô niệm, dùng niệm của chúng sanh làm niệm. Vì thế khởi lòng từ vô duyên, vận lòng bi đồng thể, như vầng trăng vầng vật in bóng khắp ngàn sông, như ánh nắng xuân khiến cho khắp muôn loài cỏ cây xanh xôi, khắp các cõi nước nhiều như bụi trần cảm, thì Ngài sẽ ứng trong khắp các cõi nước nhiều như bụi trần. Không điều mong cầu nào chẳng được tội ý, có nguyện gì đều được vừa lòng. Đệ tử tên là và vợ tên là đau xót trước cảnh thế đạo nguy ngập, thương cho lòng người chìm đắm ngày càng thêm xuống dốc, trọn chẳng ngưng dứt. Ngưỡng mong đại sĩ ban cho chúng con một đứa con phước đức trí huệ, để trong tương lai nếu nó nghèo cùng thì sẽ riêng mình nó thiện, hồng sướng xuất, hướng dẫn một làng. Hễ hiển đạt thì khiến cho người khác cũng được tốt lành, đẩy lùi con sóng cuồng nghiêng ngửa. Riêng lập ra ba điều ước định để làm điều kiện tiên khởi. Thứ nhất là giữ thân tiết dục, thứ hai là giữ vẹn luân thường, tích đức, thứ ba là khéo dạy từ lúc còn nằm trong thai và khi còn thơ ấu. Gắng sức hành ba điều này để mong khỏi phụ tấm lòng từ mênh mông của đại sĩ. Lại mong hết thảy đồng nhân trong ngoài bốn biển đều dứt ác tâm, đều phát thiện niệm, đều sanh con phước đức trí huệ, đều thấu hiểu lòng nhân che khắp chở điều, coi nước láng giềng như chân tay, xem thiên hạ như một nhà, duy trì lẫn nhau, chẳng xâm lăng, ngược đãi nhau, để mong trên là an ủi được ơn lớn mênh mông của cha trời mẹ đất, dưới xứng danh con người, cùng với trời đất xưng là tam tài, chuyển đại loạn thành đại trị, khắp nơi cùng vui sướng. Sự giáo hóa của Đức Phật được tỏ suốt hai nơi, muôn nước đều yên ổn.
Kính nguyện Bồ Tát Phổ Thí sự không sợ hãi, thương xót tấm lòng ngu thành của con, cho con được mãn nguyện. Ngày, tháng, năm, đệ tử trăm lạy trình lên. Số 1. Ba điều trọng yếu để cầu con. Thứ nhất là giữ thân thiết dục để vun bồi tiên thiên. Trong Đông y, tiên thiên chỉ cho những gì được bẩm thụ từ lúc mới thụ thai, tức cơ sở vật chất hình thành một cá nhân. Còn hậu thiên là những gì được bồi đắp trưởng dưỡng sau khi sanh ra. Thứ hai là giữ vẹn luân thường, tích đức để lập nền phước. Thứ ba là khéo dạy từ khi còn trong thai và khi con còn thơ ấu, để con khỏi học theo thói phàm. Ba chuyện trọng yếu này phải chú tâm thực hành. Ngoài ra lại còn dùng lòng chí thành lễ niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, cầu Ngài ban cho đứa con phước đức trí huệ, rạng danh tổ tiên, vẻ vang đất nước, ắt sẽ được như lòng mong cầu, chẳng phụ thánh ân vậy. Thứ nhất, giữ thân tiết dục để vun bồi tiên thiên. Nếu chẳng tiết dục thì tinh khí bạc nhược ắt khó thọ thai được. Dẫu có thọ thai ắt khó thành người. Dẫu được thành người nhưng vì tiên thiên chẳng đủ, chắc chắn sẽ bấy bớt, đã không có thân lực mạnh mẽ, dũng mãnh khỏe khoắn, mà cũng chẳng có tâm lực thông minh, mẫn tiệp, nhớ dai, chưa già đã suy, chẳng làm nên cơm cháo gì. Cầu được đứa con như thế, dù Bồ Tát có thọ nguyện, thì thật ra người cầu con cũng đã phụ ân Bồ Tát rất sâu vậy. Thứ hai, giữ vẹn luân thường, tích đức để lập nền phước. Muốn sanh được đứa con phước đức trí huệ, rạng danh tổ tiên, vẻ vang đất nước, ắt phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, hiếu thuận cha mẹ, kính trọng người bề trên, đối đại tốt đẹp với quyến thuộc, thương xót giúp đỡ tôi tớ. Đấy là những điều phải làm trong gia đình. Còn đối với xóm giềng, bạn bè đều phải nên hòa mục, khuyên dạy, khiến cho người già khéo dạy con cái, trẻ nhỏ khéo phụng sự cha mẹ. Người bề trên thường dùng những thuyết giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, kiên giết, bảo vệ sanh mạng, ăn chay, niệm Phật, nguyện sanh Tây Phương, vĩnh viễn thoát khỏi khổ luân, để khẩn thiết diễn nói với khắp mọi người cùng hàng, khiến họ bồi đắp cái nhân xuất thế thù thắng, đều thành dân lành giữ đạo. Người làm được như thế thì nhất cử nhất động đều có ích cho mình lẫn người, mỗi lời nói, mỗi hành vi đều đáng làm khuôn phép. Đứa con sanh ra ắt sẽ siêu quần bạc tụy, có thành tựu lớn lao. Cố nhiên Bồ Tát khiến cho con người được mãn nguyện, mà con người cũng an ủi tấm lòng Bồ Tát vậy. Thứ ba, khéo dạy từ khi còn trong thai và khi con còn thơ ấu, để con khỏi học theo thói phàm. Những bậc thánh nhân thọ trước đều do cha mẹ hiền khéo dạy mà thành, huống chi phàm nhân. Nếu người cầu con chịu dùng cách thai giáo, đứa con nhất định hiền thiện. Sau khi cấn thai rồi, người mẹ phải giữ sao cho hình dung đoan trang, chân thành, thanh tịnh, lời lẽ phải trung hậu, hòa bình, cư xử phải hiếu hữu, cung kính, hòa thuận. Đi đứng nằm ngồi, thường niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Bất luận niệm ra tiếng hay niệm thầm, đều phải lắng tai nghe. Hễ nghe thì tâm quy về một mối, công đức càng lớn. Nếu áo mũ tề chỉnh, rửa tay, súc miệng sạch sẽ, thì niệm ra tiếng hay niệm thầm đều được. Nếu chưa tắm gội, súc miệng, đi đến nơi không sạch sẽ, và lúc ngủ nghỉ, hãy đều nên niệm thầm. Công đức niệm thầm giống hệt niệm ra tiếng, chứ những lúc ấy mà niệm ra tiếng thì không hợp nghi thức cung kính. Nhưng đến khi sanh nở chớ nên niệm thầm, vì lúc sanh nở phải dùng sức để đẩy đứa con ra. Nếu ngậm miệng niệm ắt sẽ bị bệnh tắc khí. Sản phụ tự niệm, gia quyến đều trợ niệm, chắc chắn chẳng bị khó sanh, cũng không bị những điều nguy hiểm sau khi sanh nở.
nếu có thể cẩn thận thân miệng ý như thế, kiên thành niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, mong cho thai nhi được hưởng chánh khí thuần thiện ấy, thì đứa con sanh ra chắc chắn chẳng phải là hạng tầm thường. Đến khi con hiểu biết, liền nói với nó về nhân quả, báo ứng, lợi người lợi vật, ác tốt lành, hại người hại vật, ác tiêu vong. Phải biết lợi người lợi vật thật sự là lợi mình, hại người hại vật còn quả hơn hại mình. Làm lành ắt có thiện báo, tạo ác ắt bị ác báo. Lại còn nói làm người ắt phải tuân hành tám đức: hiếu đệ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ, thì mới chẳng thẹn làm người. Nếu không, tuy mang hình dáng con người, tâm hệt như cầm thú vậy, chẳng được nói dối, chẳng được bừa bãi cuồng ngạo, chẳng được chiếm đoạt đồ vật của người khác, chẳng được đánh chửi người ta, chẳng được dẫm đạp trùng kiến, giấy có chữ, ngũ cốc, đồ vật, vân vân. Cử động hành vi ắt phải có ích cho cha mẹ, cho chính mình, không gây tổn hại đến người, đến vật. Ngoài ra, hãy nên dạy nó thường niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát để mong tiêu trừ ác nghiệp, tăng trưởng thiện căn. Tập quen từ thơ ấu, lớn lên sẽ là người thuần thành, chuyên dốc, chẳng đến nỗi tự kiêu, khinh người, thành phường cuồng vọng. Khéo dạy như thế thì đối với tổ tông là đại hiếu, đối với con cái là đại từ, đối với nước nhà xã hội là đại trung. Tôi thường nói quyền trị quốc bình thiên hạ, hàng nữ nhân nắm quá nửa là vì lẽ này. Đức cao đẹp ấy có thể nói gót ba bà Thái đời Châu, ngõ hầu chẳng phụ danh xưng Thái Thái. Nguyện những người cầu con hãy đều nên lấy những điều trên đây làm khuôn phép, thì nước nhà sẽ may mắn lắm thay. Số 2. Ghi thêm những chuyện cấm kỵ để tránh họa hại. Phàm người cầu con thì vợ chồng phải ước định đoạn dục nửa năm để bồi đắp tiên thiên cho đứa con. Đợi khi người vợ sạch kinh nguyệt, bèn chung đụng ắt sẽ thọ thai. Chưa sạch kinh nguyệt chớ nên ân ái. Ân ái sẽ bị bật kinh, gây ra bệnh bạch đới rất nguy hiểm. Lại phải nhằm ngày lành tháng tốt, khí trời trong trẻo, lúc mưa to, gió lớn, sấm chớp, sét lòa, phải hết sức kiên kỳ. Trong Thiên Nguyệt Lệnh sách lễ ký có chép: Quý xuân tiên lôi tam nhật, tù nhân dĩ mộc đạt tuần vu đạo lộ. Viết: Lôi tương phát thanh, hữu bất giới kỳ dung chỉ giả, sanh tử bất bị tất hữu hung tai. Nghĩa là cuối xuân trước khi sấm động ba ngày, Viên Quan truyền lệnh dùng linh gỗ đi khắp các nẻo đường truyền lệnh, sắp có sấm động, kẻ nào chẳng kiên ăn nằm thì sanh con chẳng toàn vẹn, ắt sẽ bị tai nạn hung hiểm. Bậc vua thánh thời cổ đau đáu nghĩ đến cuộc sống người dân, đặc biệt phái quan đi tuyên bố lệnh ấy, lại còn cho chép vào kinh điển, chẳng phải là tấm lòng của trời đất cha mẹ ư? Tù nhân là ông quan tuyên bố mệnh lệnh. Mộc đạt chính là cái linh, rung linh cho dân chúng đều nghe thấy. Tuần là đi. Đạo lộ bao gồm đường nẻo trong thành thị và làng quê. Dung chỉ là ăn nằm. Bất bị là ngũ quan tứ chi không trọn vẹn, hoặc sanh ra quái vật. Hung tai là vợ chồng hoặc bị bệnh ngặt, hoặc bị tử vong. Đã cấn thai rồi, vĩnh viễn thôi ăn nằm, thì chắc chắn sanh được đứa con thân tâm mạnh khỏe, phước thọ sâu dày. Có thai rồi chung đụng một lần, thì thai bị trúng độc một lần, lớp bọc thai nhi dày thêm một lần, sản nặng tăng thêm một tầng. Nếu có thai lâu ngày rồi giao phối, có thể bị sảy thai hoặc gây tổn thương cho thai. Những điều này là do cư sĩ Trương Đức Điền ở huyện Vĩnh Gia, tỉnh Chiết Giang, nghĩ thương cho thế đạo nhân tâm ngày càng đi xuống, nên vào mùa thu năm ngoái bèn gửi thơ xin quan, viết bài sớ lễ niệm Quán Âm cầu con và nói lên cách giữ gìn thân thể, tích đức, dạy dỗ khéo léo vân vân, để mong sanh ra những đứa con đều là hiền thiện, ngõ hầu đất nước dần dần
đạp đến Thái Bình. Quan nhiều lần nại cớ già cả để từ chối, ông ta vẫn nhiều lần khẩn cầu, khó lòng cứ từ mãi, bèn soạn bài sớ đơn giản cùng với ba điều trọng yếu cho xong trách nhiệm. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Mọi chi tiết xin liên hệ Pháp hội Niệm Phật A Di Đà, chùa Quan Thế Âm, website www.vôlượngthọ.vn, địa chỉ thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại 0909 747474 hoặc 0933 447 312. Quý vị liên hữu đồng tu muốn thỉnh kinh mới có phẩm Phổ Môn, kinh A Di Đà và Ngũ Bách Danh hoặc các sách của Tổ sư Ấn Quang, xin liên hệ số điện thoại 0792 344 948, 0904 775 948. Quý vị muốn ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản sau. Số 1, tài khoản cũ, tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 0561-000-747474, Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 2, tài khoản mới, tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 11-11-747474, Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 3, tài khoản Sacombank, tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 0500-1769-0393, Ngân hàng Sacombank, chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada phát tâm ấn tống kinh sách tượng Phật phóng sanh, tùy hỷ gửi vào tài khoản sau: Bank name John Stock, Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Vietcombank, Lâm Đồng, France. Bank address 33 Nguyễn Văn Cừ Street, Hoa Quan, Đà Lạt City, Lâm Đồng Province. Script code BFTVVNVX056. Account no 0561-370-747474. Name of account Trần Văn Hơn. Địa chỉ Việt Nam, thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.